Chào mừng quý vị, cô chú anh chị và các bạn đã trở lại theo dõi video tiếp theo hôm nay của mình trên kênh Neo 10 TV. Ở đời này chuyện gì cũng có thể xảy ra. Và dĩ nhiên, có những người thì vô comment nói với Neo Mười là trời ơi sao Neo 10 toàn kể mấy cái chuyện lâm ly bi đát quá trời đi. Không lẽ nào ở ngoài đời nó lại có những cái câu chuyện ê chề ê chề như vậy hay không? Thì thưa là mấy anh chị ơi, thật sự mà nói là Neo 10 nói hoài cái này là thứ 1001 đã một lần đó là tại vì ở ngoài đời mình chưa biết thôi tại vì tai nghe mắt thấy và cũng như là những cái điều mà mình quan sát nó chỉ có giới hạn ở trong cái phạm trụ ví dụ như trong một cái bán kính nhất định nào đó thôi mình không có thể nào mà tiếp xúc đây đó mà ô bạc ngàn không xã hội thì bao la bát ngát con người mình đâu có biết được trong những cái ngõ ngách đó nó xảy ra biết bao những cái câu chuyện à, lâm ly bi đát mà mình đâu có biết được đâu thì bây giờ á, quý vị đâu cần đi tìm ở đâu xa Quý vị chỉ cần vô kênh nêu mời quý vị nghe những cái câu chuyện trong ngốc trong ngách luôn Thì ở đây á, sẽ có mấy anh chị vô nói là trời ơi sao mấy chuyện ngốc ngách đâu mà nêu mà nó biết Thì bây giờ là một ngàn là hai lần nêu mời nói là nêu mời là camera chạy bằng năng lượng mặt trời bởi cho nên là bây giờ những cái chuyện á, mà trong ngóc trong ngách gì thì nêu mười á, cũng biết được nói chung là biết không biết nhiều thì cũng biết ít thấy không nói chung là mình biết đủ kha khá để mình kể cho quý vị cô chú anh chị mình nghe thì bây giờ quý vị có quyền tin hoặc không tin tuy nhiên thì những cái câu chuyện nêu mời kể nó đều có cái nội hàm là đều chia sẻ một cái gì đó để cho quý vị cô chú anh chị mình biết đó biết đây rồi mình đề phòng cảnh giác mình rút ra kinh nghiệm trong đời sống chứ mà nó đâu phải là nêu mười vô đây kể chuyện tào lao hư cấu đâu đúng không thành ra là cũng mong là quý vị mình đừng có xét nét quá cái vấn đề thiệt giả ở đây cuộc sống này mà nếu mà mình nghĩ thiệt là nó thiệt mà mình nghĩ giả là nó giả đó cho nên cuộc sống này đường tâm tạng nó có câu sắc tức thị không mà không tức thị sắc không có nghĩa là bây giờ mình nhìn thấy vậy nhưng mà chưa chắc là vậy. Bây giờ mình nhìn như vậy nhưng mà cái tâm của mình nó suy nghĩ khác là nó thành ra khác rồi, thấy không? Mắt mắt mình nhìn, tai mình nghe nhưng mà tâm mình nó hướng một hướng khác thì coi như câu chuyện nó cũng khác luôn. Nên là ở đây anh chị nào tin cũng được mà không tin cũng được, phải không? Hoặc là bán tin bán nghi cũng được, nhưng mà quan trọng mình chỉ cần biết là cái chất lượng của cái câu chuyện đó nó truyền tải cho mình được cái gì đó thôi. Đó. Thì bây giờ không để cho quý vị cô chú anh chị mình chờ đợi lâu. Sau đây thì nếu mời xin đi vào cái nội dung chính trong video ngày hôm nay thì cái câu chuyện này xảy ra tại một cái huyện nhỏ Ở một cái huyện nháu gì? Một cái huyện nhỏ ở Tiền Giang ờ, Mặc dù nói ra rằng á, nó là cái huyện nhỏ cái gì Tuy nhiên thì cái chất lượng giảng dạy nó vẫn có đầy đủ là trường mầm non Trường mẫu giáo, trường cấp 1, trường cấp 2 và trường cấp 3 Thì ở trong cái huyện đó nó vẫn có đầy đủ những cái ngôi trường như vậy Để mà đáp ứng cái nhu cầu đi học cho các em ở trong cái huyện đó hay không thì sau một thời gian quý vị cái huyện này á nó không phải là từ cái huyện nhỏ mà nó đã chuyển qua thành thị xã tức là nó từ cái huyện mà một thời gian nó phát triển và nó đã được nâng cấp lên thành thị xã thì khi mà nó đã nâng cấp lên đồng nghĩa là ở đó đất đai đồ này kia nó đã nới ra đường xá nó rộng rãi hơn không rồi người ta sang lắp hơn thí dụ như những cái kênh nào ngày xưa nó là cái con kênh con kênh nước đen đi thì bây giờ người ta sang lắp luôn người ta bỏ cái cầu nhỏ đó người ta bỏ cái cầu nhỏ đó người ta sang lắp luôn cái kênh và bây giờ người ta phóng ở đó nó thành là cái lộ phải không cái lộ lớn thành ra là bây giờ từ một cái huyện nhỏ nó từ từ nó nâng cấp thành cái xã của cái gì thì bây giờ cái thị xã này ở ngay cái thị xã này luôn nó có một cái chợ nó có một cái khu chợ và cái chợ này bây giờ nó cũng nâng cấp lên nó cũng xây lên thành một cái chợ khang trang ngày xưa nó chỉ là một cái chợ mà giống như là chợ ập ẹp thôi quý gọi là chợ ập ẹp có nghĩa là Uh, nó không có phân ra đàng hoàng giống như là những cái chợ trên sài gòn là nó sẽ có cửa đông cửa tây cửa nam cửa bắc đúng không đây nó chỉ là một cái chợ nhóm chợ ở trong cái huyện đó thôi giống như huyện chợ, chợ huyện chợ nhỏ đó nhưng bây giờ nó đã nâng cấp thành thị xã thành, thành thử ra là bây giờ cái chợ này người ta đã sang lắp cái khu chợ nhỏ, nhỏ cái khu chợ cũ này mà người ta di dời những cái người tiểu thương trong khu chợ cũ này người ta di dời ra ngoài cái chợ lớn mà cái chợ lớn này xây lên khang trang na ná như là cái mô típ như những cái chợ ở trên sài gòn những cái chợ lớn mà nó có phân chia là cửa đông cửa tây cửa nam cửa bắc vậy đó giống giống na ná như chợ bến thành đó nếu mà nói vậy thì bây giờ là những cái người tiểu thương ở trong khu chợ nhỏ chuyển qua khu chợ lớn đâu quý vị mặc dù mình nói là chuyển nhưng mà vì á, là cái xã này mặc dù nâng cấp lên cái xã rồi nhưng mà nó vẫn còn là nó cũng thuộc dành đai trong cái quyện ngày xưa thôi cho nên là từ cái chỗ chợ cũ qua cái chỗ chợ chỗ chợ lớn á, nó được nó cũng rất là gần quý vị nếu như mình đạp xe đạp nha nếu mà đang nói mình đạp xe đạp nếu như mà mình đi cái phương tiện chủ yếu ở dưới quê là đi xe đạp thì từ cái chợ cũ mình đạp ra cái chợ mới thì nó mất đâu đó khoảng tầm là chưa tới 15 phút đồng hồ thì nó rất là gần quý vị nếu đi xe máy nó còn nhanh hơn nữa thì bây giờ cái chợ cũ nó đã dẹp đi rồi quý vị thì ngay chỗ cái khu chợ cũ đó bây giờ người ta sang lắp lên và người ta làm nó lên thành cái công viên à, nếu mười nói là tới đâu là quý vị hình dung tưởng tượng tới đó mình mình chịu khó tưởng tượng dùm để cái câu chuyện nó thêm sinh động để quý vị dễ hình dung cái câu chuyện nha để quý vị mình có thể là hòa vào trong cái câu chuyện của Nêu mười à, từ đó quý vị mình sẽ cảm thấy câu chuyện này nó sống động và nó hay hơn thì bây giờ cái chợ cũ đó người ta sang lắp và người ta bắt đầu xây lên thành một cái công viên mà người ta trồng cây xanh ở đó rồi người ta để ghế đá ở đó và ngay chính giữa công viên người ta làm thành một cái một cái hồ nhỏ giống như phun nước phun nước lên đó quý vị. Để ví dụ buổi chiều hay gì đó trời mát mát trời á là người 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 những cái người nhà người dân mà xung quanh đó đó người ta sẽ đẩy con nhỏ ra, đẩy con đẩy cháu ra ngoài đó ngồi chơi Thấy không có cái đại phun nước ở đó rồi kia nó mát mát rồi con nít nó nhìn thấy nó cũng vui mắt thấy không rồi có đèn có chiếu chiếu lên trên cái đại phun nước rồi thì bây giờ ngay chỗ công viên đó bây giờ nó sang lắp thành cái công viên và chính giữa nó có cái đại phun nước nhỏ nhỏ hay không thì nếu mời kể tới đây là quý vị thấy là bây giờ nó đã nâng cấp lên thành một cái thị xã khang trang và trong cái khu thị xã trong cái khu mà cái khu xóm công viên này tức là cái khu chợ nhỏ ngày xưa này nó có một cái gia đình đó đã tọa lạc trong cái do trong cái khu này á coi như là từ rất lâu đời từ đời mà à, ông nội bà nội cho tới bây giờ đời cha đời mẹ rồi tới cái đời cô này quý vị có nghĩa là gia đình này đã sống ở cái khu đó rất là lâu năm thì bây giờ quý vị ở trong gia đình đó bây giờ là nếu mà tính là cái tới đời cha đời mẹ nha mình mình bỏ qua cái đời đời ông bà đi thì cái đời cha đời mẹ lúc này thì có một cái gia đình đó hai vợ chồng có một đứa con gái và đứa con gái này tên là du trong gia đình của chị du á là ba má chị du á ngoài chị du xa thì có một người chị gái một người anh trai và chị du là con gái út nha chị du là con gái út đó gia đình là có ba ba đứa con hai gái một trai thì chị du là con út trong nhà và chị du á thì cái mặt chị du á rất là giống mẹ chị du luôn mà hễ mà đứa nào mà giống mẹ chị du là rất là đẹp tại vì mẹ chị du cái mặt đẹp gái lắm mặt giống vậy ông giống, giống giống như là cái cô cái cô mà diễn viên lý nhược đồng á mà hồi xưa đóng bộ phim thần điêu đại hiệp á đóng vai cô cô của cô long á thì coi như là má của cái chị du này nè giống giống cái nét mặt giống giống thôi nha xác suất là giống 60 70 phần trăm cái mặt của cô lý nhược đồng đó nhưng mà chỉ có điều là cái cô má của chị du á là hơi tròn trịa hơn chút còn cái cô mà đóng vai mà cô long đó thì cô ốm cô gầy hơn ha nhưng mà cái gương mặt là nó hao hao nha quý vị thì quý vị thấy rồi, cái cô Lý Nhật Đồng đóng vai cô Long đó ngày xưa á, rất là mọi người rất là mê. Cổ đẹp mà cái nét đẹp nó thanh thoát, nó kiểu như nhìn vô là cảm giác là muốn che chở, muốn yêu thương liền đúng không? Mình nhìn cái con người con gái gì mà cái nét đẹp, nói chung là con gái mỗi người có một cái nét đẹp riêng. Nhưng mà cái người con gái mà có cái nét đẹp mà thanh tao mà yếu điệu thục nữ quân tử hảo cầu đúng nghĩa cái câu đó luôn á. Thì thật sự, cái người phụ nữ như vậy á được rất nhiều người đàn ông để ý và thương yêu và muốn chở che những cái người phụ nữ như vậy. Và má của chị Du cũng có cái nét mặt như vậy luôn Và khi mà má chị Du sanh ra hai đứa con gái á, Thì cái đứa đầu lòng á Cái đứa chị hai á, Cái mặt cũng giống giống bả một chút nha quý vị Nhưng mà con nhỏ chị hai này nó bị cái là mặt thịt Có nghĩa là cái nét á, thì cũng hơi giống mẹ Nhưng mà cái mặt là nó bị mặt bành Mặt hơi thịt nó giống ba nó còn cái tới đứa thằng thằng tới thằng trai á, là cái người anh giữa đó là cái anh đó đó thì cái mặt cũng giống y chang mẹ luôn nhưng có điều ảnh lại là con trai quý vị không có chỉ có điều là ảnh là con trai thì làm sao nói được không ảnh trai nhưng mà cái mặt ảnh giống má anh thôi nhưng mà ảnh là con trai và sau đó thì tới là chị du chị du thì chỉ giống anh ba của chị và chỉ giống má của chị luôn cho nên cái nét mặt chị du vừa là nữ mà vừa là cái nét mặt giống mẹ mà đẹp mà là chỉ lại ốm chỉ gầy nữa trời ơi đâu đẹp nhìn chỉ giống y chang như là cô long vậy đó em nói quý vị chỉ có điều là chỉ thua cô long chút là cô long thì cao còn chỉ thì lùng không? À, Chị thì hơi bị đẹp một chút thôi quý ơi nếu mà diễn tả là nói chung là diễn tả chi tiết để cho quý vị dễ hình dung á là coi như cái chị du này chỉ đẹp nè giọng nói của chị thì rất là baby nè cái giọng nói của chị nó kiểu như là nghe cái giọng nó baby con nít làm sao cái giọng nó rất là con nít luôn rồi cái mặt thì đẹp cũng kiểu như baby mà kiểu như là thanh thoát vậy đó rồi ốm ốm gầy gầy da thì trắng tươi môi thì hồng hào đó mà bây giờ chỉ lại còn là nữ nữa thì em hỏi quý vị coi con trai nó thấy nó mê không mà bây giờ chỉ nhỏ nhỏ Ờ, lúc đó đó nha, à, chỉ cao khoảng tầm Mét m 48 mét 50 rồi quý vị Xem xem đó Thì coi như là đi vô trường học á Là con trai ai cũng thích hết trơn Từ cấp 2 lên tới cấp 3 là con trai nó cua Không biết là bao nhiêu, ấp lắm luôn Nhưng chỉ có một điều Là chị Du này em nói có em nói quý vị đó là cái nét mặt chị và cái giọng nói của chị nó nói lên tính cách của chị luôn cái tánh chị rất là trẻ con đúng không cái tánh của chị nó không phải là trẻ con gì mà là nó kiểu như nó thể hiện ra là chị là một cái người giống như là uh, thân hình thì lớn nhưng mà uh, giống như là tuổi tác thì lớn nhưng mà tính tình thì vẫn còn trẻ con tuy nhiên nhau quý vị tuy nhiên những người nào mà gọi là bạn bè thân thiết mà chơi chung với chị du một thời gian dài á nhiều năm á thì thì người ta hiểu được cái tính của chị du thì người ta biết á là chị Du bên ngoài tỏ vẻ là ngây thơ và baby thôi Nhưng mà bên trong á, thì cái tính của chị Du á, là một người giống như là ờ uh, dày dặn lắm Có nghĩa là chỉ thích thể hiện ra ngoài là tôi là ngây thơ, tôi gì tôi cũng không biết Tôi kiểu ngây thơ vô số tội làm chi Để cho con trai nó khoái chị, nó mê chị có những người như vậy nha quý vị nha nếu ở đây mà những chị nào mà ở trên kênh nêu mười mà đã từng tiếp xúc những người phụ nữ có cái tính cách giống giống chị du thì quý vị có thể comment bên dưới cho nêu mười biết tại ngày xưa nêu mười đi học nêu mười từng gặp và trong quá trình nêu mười đi làm nêu mười cũng từng gặp từng gặp những cái người con gái mà bên ngoài nhìn á rất là thanh thoát thanh tao yểu điệu thục nữ quân tử hảo cầu nói cái gì ra đó mình nói bất cứ cái gì ra mình thiếu điều mình nói quạch tẹt luôn nhưng mà nó vẫn cứ ngơ ngơ ngác ngác ủa mày nói vậy là sao ủa mày nói vậy là sao kiểu dạng vậy đúng quý gì tức là nó làm rất là hay cho nên là con trai khóa những cái đứa con gái mà ngây thơ ngây thơ thấy không thì coi như là mấy thằng trai nào mà khóa vậy á là coi như là dính bẫy thấy không nhưng tới chừng mà vô đi mới biết được là chỉ giả nai tơ ờ à, quý vị ơi bởi cho nên là nếu mười đã từng gặp vậy nha từng gặp rồi bởi cho nên không phải là ngây thơ là ngây thơ thiệt đâu ở đây nếu mười cũng qua định mấy anh luôn đó mấy anh mười mốt ra ngoài mà đi cua gái á là làm ơn đừng có thấy mấy em ngây thơ mà ham mình nên á dè sẻn mình giờ nên là tìm hiểu kỹ kỹ một chút chứ mà nhiều khi bây giờ á là thiệt giả lẫn lộn lắm bên ngoài ngây thơ mà bên trong là sạn đá không không biết được đâu còn như nêu 10 là bên ngoài nhìn thấy sạn đá thôi chứ bên trong còn ngây thơ vô số tội lắm cái này là nêu 10 marketing cho nêu 10 trong vòng là 10 giây quảng cáo rồi bây giờ nêu 10 quay trở về câu chuyện nè còn mấy anh tin tin không tin thôi nha kể nha rồi bây giờ quay trở về câu chuyện đó thì khi mà cái chị Du này quý vị nêu 10 kể chị nghe quý vị nghe thì khi mà chị du nè bạn bè mà chơi chỉ thân á thì thật ra mà nói á cái tính của chị như vậy á cũng khó có con, con nhỏ con gái nào khóa chơi với chị thứ nhất á quý vị biết con gái con gái thì thường nó hay đố kỵ với nhau đúng không mà bây giờ chơi với con nhỏ bạn này mình đi với nó đi nó đi ra ngoài thằng nào cũng cua nó trơn không cua mình rồi mình đố kỵ không đố kỵ với xong đố kỵ quý vị bây giờ mình cũng quê chứ bây giờ tao thấy tao cũng đẹp tao đố đến nỗi tệ đâu mà tao đi chúng mày xong trái cua mày không nó không cua tao đúng không quý vị cho nên là thật sự mà nói nếu mà con nhỏ con gái nào mà cái tánh nó hơi kiểu như là tị hiềm á nha là nó không thích đi chơi chung với chị du tại vì đi chung á là nó thấy nó lép dế thấy không cho nên nó không đi chung đó là thứ nhất nè cái thứ hai là cái tính của chị du là theo kiểu mà giống như những cái đứa con gái nào mà nếu mà nó sành sỏi nha nó thuộc dạng cao thủ võ lâm thì nó sẽ nhìn vô là nó biết liệu nhỏ này giả bộ ngây thơ mà nhỏ này đâu ngây thơ thiệt đâu thấy không là mấy nhỏ đó nó ghét nó không chơi chung nó thấy nhỏ này xào xào giả bộ ngây thơ thôi chứ nhỏ này cái gì mà nó không biết không là mấy đứa đó nó ghét và nó không có chơi chung đó là cái đó thứ hai và cái thứ ba nữa là chị du chỉ bị cái chị học giỏi nữa quý vị ơi thì bây giờ mấy đứa con gái mà học giỏi đâu thích chơi chung đâu thấy không bây giờ nhỏ này vừa nhiều trai cua mà nó vừa học giỏi nữa thì chịu đời gì thấu bây giờ mình đâu có chung tần số đó là mình chơi chung thấy không nên là chị du chỉ không có bạn bè nhiều quý vị trên chỉ bạn bè của chị nó đếm trên đầu ngón tay mà đa phần bạn của chị toàn là con trai không à tại vì bây giờ quý vị thấy đi cái tính của cái tính của chị ngây thơ vậy chị thể hiện chỉ là người ngây thơ vậy chỉ học giỏi vậy chỉ đẹp vậy thì con trai nó bu xung quanh chị rất là nhiều thì bây giờ con trai bu xung quanh chị Chị không chịu chấp nhận nói người ta là người yêu của chị Tại vì chị nói tôi ngây thơ tôi chưa biết yêu là gì Chị đâu có chấp nhận lời yêu của người ta đâu Nhưng mà bây giờ để mà giữ chân của những người con trai đó xung quanh chị Quan tâm chị thì chỉ có cách là chị mở mối quan hệ thành lập bạn bè Những người con trai mà tán tỉnh chị thôi Quý vị thấy cao tay chưa Nói tới đây quý vị thấy chị du chứ cao tay chưa Thay vì bây giờ chấp nhận lời yêu thì bây giờ mình chỉ có giữ được một người duy nhất Còn những người con trai khác mình phải dạt đi quan bên Tại giờ tôi đã chọn một anh rồi thì những anh khác tôi phải dạt quan bên Còn như cái trường hợp của chị Du là chỉ chơi cái chịu kêu chị cái kiểu, cái kiểu là uh, tuổi này má tôi không cho yêu tôi chưa biết yêu tôi cũng không muốn yêu rồi cái giả bộ thể hiện vậy đó và bắt đầu là giữ những cái mối quan hệ của những cái người nam nhân đó trở thành tình bạn để làm chi cùng một lúc có thể có nhiều người con trai xung quanh à, uh, mở miệng ra là nói là bạn á nhưng mà có nhiều người con trai xung quanh, quanh quan tâm lo lắng chăm sóc quý vị không đó rồi cao thủ do lâm á bởi vậy nêu mười phải nói ai mà cao thủ đủ gì biết rồi nếu như mà nếu mười không nói ai là cao thủ thì thôi nếu mà nói ai cao thủ rồi là chắc chắn người đó phải là cao thủ hơn cao thủ nếu mà mới kêu là cao thủ nói tới đây thì quý vị sẽ hơi hơi nhức đầu nghe cao thủ gì cô thảo gì tè le hột me đúng không nhưng mà nếu, nếu, quý vị hãy bình tâm từ từ suy xét lại nếu mà nói không có sai đâu thì bây giờ quý vị coi như là cái chị du này chỉ cao tay lắm chỉ mới chơi chiêu đó cho nên là xung quanh chỉ đa phần là bạn của chị bạn thân của chị toàn là con trai thì trong số đó chỉ chỉ có được hai người bạn gái thân với chị duy nhất thôi mà hai đứa con gái đó cái tính của nó là cái tính theo kiểu như sẵn đàn sẵn đàn cái tánh hơi đàn ông tức là bên ngoài là nam nhân ở bên ngoài là nữ nhân nhưng mà bên trong cái tính tình là nó hơi nam nhân thì nó mới chơi được với cái chị du này tại cái tánh của chị này là chỉ có mấy đứa con gái vậy nó mới chơi chỉ thôi còn mấy đứa con gái mà kiểu tánh mà nó hơi nữ tánh hơi tánh hơi kiểu đàn bà là nó không chơi chung với chị không thầy thành ra là trong cái nhóm bạn chị du chơi á là có mấy người con trai có bốn năm thằng trai và có duy nhất hai đứa con gái thôi là bạn thân của chị đó là bạn thân của chị du điếm đầu ngón tay á được đâu sáu bảy người hả quý vị thì uh, trong cái quá trình mà chơi thân nhau Chị Du thường hay tâm sự cho cái chị đó chỉ tên là Quế Chị Du nha Chị hay tâm sự với một cái con nhỏ bạn thân hai, Một trong hai đứa Thì có một đứa chị cực kỳ tâm sự với nhỏ đó luôn Con nhỏ đó tên là Quế Và con nhỏ đó cái tính của nó thô kệch như đàn ông luôn Chỉ có điều là tướng nó là một con Tức là nhìn nó rồi biết nó con gái thôi Nhưng mà cái tánh tình cái thô uh, Và cũng như là cái cái bộ cái bộ mà nó đi Cái đổ bộ của nó nhìn cũng đàn ông luôn thì chị du chỉ thường hay tâm sự cho ông quế đó về những cái chuyện giống như là góc khuất trong cuộc sống à, những cái chuyện buồn vui trong gia đình và ngay cả những cái chuyện mà những cái thằng này thằng kia cua chỉ chỉ biết đó nhưng mà chỉ giả vờ chỉ không biết không cho nên đó là lý do tại sao mà sau này một thời gian khi mà mọi chuyện phơi bày chị quế chỉ mới kể ra thì mọi người mới giật mình là không biết rằng không ngờ rằng chị du lại là một cái người con gái mà gọi là mưu mô mà nói chung là đầu nó sạn đá vậy không bên ngoài thể hiện nào giờ ai cũng nghĩ chỉ là ngây thơ dễ thương baby vậy không Đâu có biết được chỉ là con người như vậy, nhưng mà chỉ có duy nhất một mình chị Quế là cái người biết được thôi, bởi vì là từ hồi lúc học cấp 2 lên cấp 3 và cho tới khi lên đại học luôn thì chị Du chuyện gì cũng kể cho chị Quế nghe. Thì trong cái quá trình mà tuổi thơ á, chị Du đi học từ năm cấp 2 đó thì đối diện nhà của chị Du quý vị, đối diện gia đình nhà chị đối diện nhà chị Du á. Ngày hôm đó lúc mà chị Du đang học lớp 7 đối diện nhà của chị du có một cái cặp vợ chồng đó mới chuyển về đây ở mới chuyển về khu này ở cặp vợ chồng này là hồi trước là ở trong ấp phải không? ở trong ấp ở trong nông thôn á rồi sau đó bây giờ là do là chuyển cho con trai nó vô trong đây nó học cấp 2 ở trong cái trường ở trong cái thị xã này nè cho nên là vợ chồng này mới bán căn nhà ở trong kia rồi chuyển ra ngoài đây ở à, ở đây nó vừa gần chợ lớn nè nó vừa gần chợ lớn mà ở đây bây giờ giống như nó nâng cấp lên đường xá mọi thứ xe cộ nó thuận tiện hơn rồi bây giờ trường ở đây nó cũng có trường chuyên ở đây luôn cho nên là vợ chồng này mới bắt buộc là bán căn nhà ở trong ấp chuyển ra ngoài thị xã này ở thì mới mua lại cái căn nhà căn nhà mà đối diện nhà của cái chị du này nè là căn nhà đó ngày xưa đó là do gia đình đó đó bỏ việt nam đi qua bên mỹ đó đi theo cái con đường mà đi tàu đó cho nên căn nhà đó đã bị nói chung là này kia tịch thu nó nói vậy đó quý vị hình dung nha cho nên là sau này thì quá giá cho nên là mới bán ra thì thành thử ra là bây giờ á, là cặp vợ chồng này ở trong ấp nè mới chuyển ra ngoài đây rồi mới mua lại cái căn nhà này đúng không xong rồi bắt đầu là mới chuyển vô đây cặp vợ chồng này mới chuyển vô đây ở cái người chồng á từ ngày chuyển vô đây ở thì mới có một cái nghề đó là làm cái nghề đó là nghề thợ thợ bạc còn cái người vợ á thì có cái nghề đó là nghề may áo dài đó thì à, hai vợ chồng này quý vị sống ở đó và có duy nhất một thằng con trai thì lúc đó thằng con trai á, là cùng với cha mẹ chuyển ra đây ở thằng con trai lúc đó nó cũng sinh vô học chung với cái trường của chị du luôn và thằng con trai này nó đẹp trai dữ lắm bây giờ da nó trắng tươi à mà nó đẹp trai rồi nếu mà không biết nói sao giống như mấy cái thằng mà bây giờ bên Hàn Quốc á giống như mấy cái anh mà ca sĩ bên Hàn Quốc bây giờ á nhìn theo kiểu này trắng trẻo thư sinh á mà sống mũi thì cao mà mắt thì hai mí mà kiểu mắt nó hơi lồi lồi chút nhẹ đúng không nhìn nó rất là quyến rũ đa tình mà môi thì môi trái tim trời ơi quý vị ơi cái nếu mà diễn tả sơ quý vị thấy là cái người cái thanh niên này đẹp trai không đẹp trai nếu mà đã từng thấy thanh anh này hồi cái cậu thanh niên này hồi xưa lúc cậu thanh niên này còn trẻ đó là nếu mà đã từng thấy cậu thanh niên này đẹp trai thiệt quý vị và khi đó vậy, cái điều ngạc nhiên đó, đó là cậu thanh niên này đẹp trai là giống ai giống má cậu này má cậu này rất là đẹp nhìn đẹp một cái nét đẹp sắc sảo gì nhìn đẹp lắm má của cái cậu này nếu như mà ngày xưa còn trẻ là bảo đảm là có thể làm qua khôi được luôn đẹp lắm quý vị nhưng mà ngặt nổi là ba của cậu này thì nhìn á có một cái hàm râu ở trên môi trên không có hàng râu mép ở trên môi trên nhìn thì cũng rất là đàn ông nhưng chỉ có điều là ổng hơi gầy thôi nhìn ổng ốm thôi quý vị ốm ốm gầy gầy trong khi á mà vợ ổng á là má của cái anh đó đó thì lại tướng tá đầy đặn hơn Ở ông nhìn thì nó hơi chênh lệch ông đó thì đen còn bà này thì trắng dạng vậy đó ổng thì gầy bả thì hơi tròn tròn đó ổng thì cũng không gọi là đẹp trai nhưng mà nhìn nó cũng đàn ông còn bà này thì rất là đẹp mà nha đó thì hai vợ chồng này mới sanh ra được cái anh này thì cái anh này ảnh tên là thành cái anh thành này cái tên của cái cái tên nó đẹp mà cái mặt ảnh nó cũng đẹp luôn cái mặt đẹp trai dữ lắm mà da trắng y chang mẹ ảnh vậy trắng tươi à mà môi trái tim mà môi hồng hồng nữa thì hồi xưa quý vị ở dưới quê nét đẹp mọi người là nét đẹp tự nhiên không qua chỉnh sửa nha Ngày xưa nó đâu có phải như bây thời đại phi thường bây giờ mà hở ra là cái gì cũng đi chỉnh sửa Hở ra cái gì cũng đi uh, xăm mắt xăm môi đi cắt mí đồ rồi các kiểu treo chân mày đồ không có quý vị ơi Ngày xưa là cha xanh mẹ đẻ mặt sao để y nguyên vậy không Không có chỉnh gì hết trơn á Mà dặm son dặm phấn cũng không có nữa còn bây giờ hả con trai cũng dặm son đó nha thời đại bây giờ là con trai cũng có son môi à cho nên mấy anh đừng có hi... đừng có dẫn chơi bây giờ mấy cái người mà ca sĩ diễn viên bên hàn quốc á là bây giờ son môi không đâu quý vị nó có nó con gái son môi thì sao là con trai son môi y vậy chỉ có điều là nó son cái tông nhạt hơn chút thôi nhưng mà bây giờ con trai là cũng son môi luôn cũng mách cấp luôn chứ không có còn là tự nhiên tự nhiên nữa nha quý nhiên thì uh, coi như là cái anh thành này đẹp trai tự nhiên và cái chị du thì cũng đẹp gái tự nhiên thì hai con người này người nào cũng đẹp tự nhiên và hai người cũng tự nhiên đến với nhau thấy à, không bởi vậy nên là cuộc đời này cái gì nó tự nhiên là nó tự nhiên đến với nhau luôn bây giờ tự nhiên cơ duyên gì không biết tự nhiên mà bên đây là gái xinh mà bên kia thì là trai đẹp phải không hai bên nó lại đối nó đã chiếu tướng nhau hai ngôi nhà đối diện nhau luôn thì cứ hãy mà chiều chiều quý vị chiều chiều thì ở dưới quê quý vị biết lúc nào cũng vậy thế mà chiều chiều mát trời rồi đó là ở trong nhà người ta nhắc cái mũ ra trước sân người ta ngồi thứ nhất á, là nhìn người đi qua đi lại cho đỡ vừa đỡ buồn không ở trong nhà hoài tù túng qua cái thứ nhất á, là như vậy cái thứ hai là xa ngồi rồi hàng xóm nói chuyện qua lại giống như là hỏi han nói chuyện qua lại nhau cho có câu chuyện nói cho nó vui rồi tình làng nghĩa sớm từ từ nó xích lại gần nhau thì cái này á bây giờ thời đại giờ là mỗi lần nói chuyện thì nó cũng xích lại gần nhau nhưng chỉ có điều là sau khi xích lại gần nhau xong thì nó ẩu đả nhau rồi tại vì bây giờ là toàn là camera chạy bằng cơm nó chọt chẹt chọt chẹt bây giờ nó xúm lại gần nhau nó túm tụm lại toàn là nó xấu phải không còn hồi xưa là tình làng nghĩa sớm mà nha túm lại là nói chuyện nhau là nói chuyện đàng hoàng à chứ không có phải là mà chọt chẹt à, chuyện a b c d gì x y z gì nha thì bây giờ vậy là má của cái anh thành này nè là chiều chiều là hay nhắc ghế đàn bà mà nhắc ghế gần sân ngồi cầm cái quạt quạt chặt 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 thấy không nhà đối diện thì bây giờ nhà đối diện á, là buổi chiều á là má của chị du với lại ba chị du cũng nhắc hai cái ghế mũ ra ngồi thì bây giờ bên đây là hai ông bà bên kia là có một mình bà thôi ba bên hai bên đó đối, nó đối chiếu nó chiếu nhau thì bây giờ hai bà đàn bà này mới nói chuyện nhau thì má chị du mới hỏi thăm má của anh thành là ủa chị chị chuyển về đây về đây ở chị ngủ nhà đó chị thấy ngủ ngon không thì bà này mới nói thiệt tình nó nói thì tôi ngủ ngon tôi thấy mấy bữa nay ngủ ngon mà có gì đâu thì má của chị Du mới nói nhà đó trời ơi đó bỏ quen lâu lắm rồi đó gia đình đó kéo nhau là đi đi tàu qua bên mỹ hết trơn nên nhà đó nói chung là quan sơ hiu hút rồi không là cứ để như vậy tưởng đâu là không có ai mua lại đâu mà sao tự nhiên hai vợ chồng mua lại rồi xây lên rồi kia nọ giờ nhìn nó sáng sủa khang trang nói thiệt vợ chồng anh chị chuyển về đây, đây, đây ở nguyên cái xóm này ai cũng mừng tại vì vợ chồng anh chị diện chuyển về đây ở dọn vô nhà này ở xây cái nhà này mới, mới lại ở đây cảm thấy giống như cái khu xóm nó sáng sủa lên cái thứ nhất cái thứ hai nữa hồi xưa nhà này nó để quan đúng không là ở trong đó đó chuột nè lớp chuột nè rồi chưa kể là có mấy cái con mà dơi á mấy con dơi á, nó trú ngủ ở đó nữa tại vì nhà để quan lâu quá mà thì mấy con dơi nó trú ngủ đó rồi nó bắt đầu nó ị rồi bắt đầu là phân dơi nó góp thùm lum tè le trong đó nhìn nó nhìn nó, hôi lắm căn nhà nó hôi nó bốc mùi lên bởi thành thử ra bây giờ có chị dọn vô rồi chị sửa sang làm mới lại hết rồi bây giờ tự nhiên cái khu xóm này nó sớm lên nó sáng sủa lên thì từ ngày anh chị dọn về đây là coi như nguyên xóm này ai cũng mừng hết trơn mà bây giờ lại có thêm hàng xóm nữa nó cũng vui thấy không thì hai bà mới ngồi nói chuyện nó qua nó lại nhau quý mới tám chuyện nói chuyện buôn như lế nhau thì ngày này qua tới ngày nọ hai người này nè vừa thân nhau là bởi vì hàng xóm đối diện nhà nhau là cái thứ nhất cái thứ hai là vì hai đứa con của hai nhà này anh thành và chị du nè là học chung chung trường mà chung lớp luôn là anh thành xin chuyển vô trong trường này và học chung với cái lớp của chị du luôn cho nên thành ra là bây giờ trở thành một cặp bản thân nữa cho nên là hai bà má hai bên lại thân thiết nhau thì anh Thành với chị Du này là Ngày ngày hai đứa đi học có khi là đi chung với nhau luôn Anh Thành đạp xe đạp chở chị Du đến trường Thì cái chuyện này giống như là đối với phụ huynh hai bên á Thấy hai đứa này giống như thấy chị Du á Kiểu như tướng đẹp đẹp lùng lùng nhỏ nhỏ con rồi cái kiểu như cái tánh tình thì nó ngây thơ thấy không nó kiểu baby vậy cho nên không ai nghĩ là hai người này yêu nhau mà nghĩ là hai đứa nó là bản thân nhau thôi cho nên là giống như là thuận thuận đường đi học chung một xe thì hai đứa con trai chở con gái là chuyện bình thường nó đâu có ôm eo nó đâu có làm gì đâu nó chỉ là tình bạn trong sáng chở nhau đi học thì bình thường thôi cho nên là anh thành ngày nào cũng đưa đón chị du hai người cũng đi học chung và về chung thì thỉnh thoảng có những cái lúc á là trước nhà của chị du có cái băng ghế đá đó quý gì có để băng ghế đá thì ví dụ như bữa nào á mà anh thành á đem bài dở qua bên nhà chị du á hai đứa ra ngoài băng ghế đá đó ngồi xù xì xì nói chuyện bài dở thì ba mẹ hai bên đều biết luôn và thấy là hai đứa nó lo học không chứ tụi nó đâu có nôn đâu có làm chuyện gì mờ ám đâu tụi nó ngồi ngay trước cửa nhà thanh thiên bạch nhật không bài tập dở ra tụi nó ngồi học tụi nó nói chuyện nhau về bài vở có gì đâu mình la con mình cho nên là từ từ thì anh thành chị du càng ngày càng xích lại gần nhau từ bạn bè thân thiết từ hàng xóm láng giềng chuyển sang tình yêu từ năm cấp 3 là anh thành anh đã yêu chị du rồi thì mặc dù là trong lòng anh thành anh đã yêu chị du nhưng chỉ có một điều là anh thấy xung quanh chị du có nhiều con trai tán tỉnh lắm quý vị rất là nhiều luôn mà trong số đó có những thằng là chị du thường hay kể với anh thành là bạn thân của chị du nữa cho nên là anh thành anh cũng cảm thấy giống như là mình không biết mình có thể nào một mình mình mà đấu tranh hết tất cả những cái người nam nhân đó không với lại á là ba má của cái anh thành này nè có nói với ảnh á là ba má ảnh sẽ cho ảnh đi qua bên mỹ du học cho nên là cái chuyện đó ảnh để trong lòng ảnh chưa có nói với chị du tâm sự với chị du tại vì anh chưa biết là cái chuyện đó tới phút 89 nó có bị thay đổi không? Mình không dám nói trước sợ bước không tới không. Nên ảnh không nói chị Du mà trong lòng ảnh thì ảnh biết là nếu như mọi thứ nó trơn tru là ảnh sẽ đi qua Mỹ du học hết mấy năm trời. Thì lúc đó chị Du ở đây á, ảnh sợ là chị Du không chờ ảnh được. Nên là cái tình cảm của ảnh nó đã có với chị Du rồi nhưng mà ảnh cất giấu trong lòng chưa dám bày tỏ gì. Thì cho tới cái năm cấp 3 là năm cái lúc mà học cấp 3 đó là cái tình cảm hai đứa nó đã keo sơn từ lớp 7, lớp 8, lớp 9, thấy không? Rồi qua tới lớp 10, 11 là 5 năm Tình bạn 5 năm nó đâu có đơn giản đâu quý vị Thiệt sự tình bạn bây giờ Bây giờ bạn bè mình chơi nhau thân 1 năm, 2 năm là cũng gọi là dữ dội rồi đúng không Mà này chơi thân nhau 5 năm là gọi là thâm niên rồi đó Chuẩn bị nó chuyển qua giai đoạn là thâm đen rồi đó không Mà vậy là coi như là tình bạn vậy là quý báo quá đúng không Cho nên là anh Thành ảnh lại càng do dự Anh nghĩ trong đầu là tình bạn 5 năm rồi Nếu bây giờ mà mình bày tỏ ra mà người ta mà người ta không thương mình hoặc người ta đã yêu người khác rồi người ta không nhận tình cảm của mình thì có phải chăng là mình sẽ mất luôn tình bạn không đúng không là lúc đó chị du chỉ sẽ cảm thấy lượng sưởng với ảnh liền và hai đứa sẽ không còn thể nào trở thành bạn bè thân như bây giờ được nữa nên anh thành ảnh càng ngày ảnh lại càng giấu cái tình cảm ảnh không dám bày tỏ thì kéo dài luôn quý vị cho tới khi hết cái giai đoạn cấp 3 là coi như lúc này anh thành ảnh thấy là phút 89 là ảnh vẫn xác định luôn là gia đình ảnh đã thống nhất rồi xác định luôn là lúc đó là đi đi mỹ du học rồi đó có luôn cả à, giấy báo của trường luôn rồi thì lúc này có như là ảnh ok quý vị và ảnh mới nói chị du á ảnh nói là do là gia đình của ảnh cũng nói ba má ảnh cũng nói là sẽ làm một cái bữa tiệc chia tay anh thành chuẩn bị đi qua bên mỹ du học phải không thì ở nhà đó quý vị cũng bài ra giống như thuê người tới nấu một bàn nấu một bàn hai bàn vậy đó đãi hồi chờ chòm sớm gần, gần gần đó đến để mà à, ăn uống để mà giống như là chia tay con con trai đi qua mỹ du học vậy đó cũng chúc cho anh thành qua bên mỹ á, là học thành á, là công thành danh tội không thì to, hồi xưa đó quý vị mỗi lần mà con cái nó đi uh, hợp tác lao động hay đi định cư hay đi du lịch qua, qua Mỹ hay đi ha, du, du 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 học qua Mỹ là đều có những cái bữa tiệc chia tay như vậy quý vị và đó gọi là những cái bữa tiệc để nở mài nở mặt phải không con mà nó đi nước ngoài nó đi làm việc con mà nó đi nước ngoài nó đi học là những cái tiệc đó là những cái tiệc mà để nở mài nở mặt cho nên là mời chồng sớm tới để gấp vui không để chia vui thì uh, sau khi mà cái bữa tiệc không đó gì thì chị Du chỉ đã biết được là anh Thành sẽ đi qua Mỹ du học lúc này chị du tối ngày hôm đó gì anh thành ảnh vẫn chưa nói là ảnh yêu chị du nhưng mà tại ảnh định trong đầu là ảnh thấy rồi thôi đi ảnh cứ để lạc trôi đi nếu như cái duyên nó còn của ảnh thì đợi nào ảnh học xong bên mỹ anh về mà nếu chị du vẫn chưa có ai thì ảnh sẽ tỏ tình ảnh nghĩ vậy nha nhưng mà ai ngờ đâu cái đêm đó gì tiệc làm ở bên nhà của anh thành á là đối diện nhà chị du đúng không thì tiệc bên ngoài tổ chức linh đình là coi như là ngay chỗ đó đó người ta chấn ngay đầu đầu đường và người ta chấn ngay cuối đường luôn tại vì bây giờ chỗ đó xe thông qua thông lại không được là tại vì người ta mắc là mượn cái con đường ở đó để người ta bài hai ba cái bàn ra người ta làm tiệc rồi cho nên là xe không có thông qua thông lại được quý vị thì lúc này á là anh thành với chị du á hai người mới gũ gỉ gù gì Bây giờ người lớn á, thì ăn nhậu ở dưới Chơi ở dưới Còn anh Thành với chị Du á, Thì hai người ngồi ở trong nhà ngủ nghỉ gù nghỉ nhau Thì chị Du mới trách anh Thành Mới nói là sao Thành đi Mỹ mà Thành không nói tôi à, Bạn bè chơi chúng nhau thân như vậy mà không lẽ nào cái chuyện đi Mỹ mà Thành không biết hay sao Mà tới bây giờ luôn má Thành làm tiệc rồi tôi mới biết Còn không á là Thành định vô giấu tôi tới bao lâu phải không Thì cái anh Thành nếu gì Anh mới giải thích Anh nói anh mới nói vậy nè Anh nói tại vì sợ nói ra sớm Thì Du sẽ buồn cho nên Thành chưa dám nói nhưng mà bây giờ ma đợi tới khi mà xong xuôi hết đi rồi tôi nói thí dụ như lúc đó đó mà du có buồn thì tôi cũng đã qua Mỹ rồi tôi cũng không thấy du buồn tôi không gây rứt nữa tôi không nhớ du phải không thì khi mà vừa nghe nói cái câu mà tôi không nhớ du cái gì tự nhiên chị du chỉ khóc phải không chỉ mới khóc với anh Thành thì lúc này anh anh Thành anh mới nói anh mới thấy sao tự nhiên du khóc quá trời nước mắt chảy đầm đìa anh mới lấy tay anh mới chùi mặt đi anh mới chùi anh mới nói sao mà khóc đó không bởi vậy tôi biết mấy người thế nào cũng khóc vậy nên tôi đâu dám nói trước cho mấy người nghe thà là bây giờ phút tám chín tôi nói luôn ví dụ như hai ba bữa nữa tôi đi mỹ rồi tôi có thấy vui tôi có biết vui buồn nhưng tôi không thấy Du khóc tôi cũng đỡ xót xa hơn mà bây giờ cuối cùng tôi cũng thấy Du khóc không đừng có khóc nữa mai mốt tôi đi rồi tôi về chứ có phải đi luôn đâu thì cái anh thành nói vậy gì thì lúc này chị du chỉ mới vừa khóc mà chỉ mới vừa nói với anh thành vậy chỉ nói là à, tôi không muốn xa thành à, nếu mà tôi biết mà thành đi qua mỹ du học tôi cũng xin má tôi cho tôi đi mỹ luôn à, để thành đi đâu thì tôi đi đó chứ tự nhiên bây giờ ở một đứa ở Mỹ một đứa ở Việt Nam rồi lỡ thành qua đó thành có người yêu sao thì chị Du chỉ mới nói vậy nha thì anh Thành mới nói là yên tâm đi tôi qua bên đó tôi lo học không mà tôi 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 không có người yêu đâu à, mà trong lòng của tôi thì tôi cũng không có nghĩ tôi sẽ yêu ai tại vì trong lòng tôi cũng đã có một hình bóng của một người khác rồi tôi cũng không có mở lòng được với ai đâu thì anh Thành anh nói lấp lửng lấp lửng vậy đó gì thì chị Du chỉ mới nghe anh Thành nói một câu là trong lòng tôi đã có người khác rồi không chị Du chỉ khóc còn dữ dội hơn nữa vậy chị mới khóc đạo dữ dội hơn mà chị khóc hước 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 luôn thì anh thành anh không biết chuyện gì anh mới nói trời ơi tôi làm gì nữa mà sao du khóc dữ vậy thì chị du chị mới nói chị mới ôm ờ, anh thành không chị mới nói ờ, ủa vậy là thành đã có người yêu rồi hả thành thương ai mà sao thành cũng giấu tôi thành đi học thành cũng giấu tôi mà bây giờ thành có người yêu thành cũng giấu tôi sao thành không coi tôi là bạn hả tôi là bạn thân của thành á năm sáu năm nay mà thành không tin tưởng hay sao mà ngay cả cái chuyện đi mỹ thành cũng không kể mà bây giờ thành đã có hình bóng người con gái khác trong tim mà thành cũng không nói cho tôi nghe đúng không thì lúc này chị du khóc còn giữ thần chỉ mới trách anh thành hiểu gì thì bây giờ anh thành anh thấy trời ơi du khóc quá du hiểu lầm mình vậy rồi lỡ biết đâu mình qua mỹ xong cái du tưởng đâu mình có người yêu cái du đây có bồ thiệt là sao anh thành anh thấy vậy bề thế không xong rồi bây giờ nếu mình giấu giấu lập lẫn vậy hoài không xong rồi ảnh bắt buộc ảnh phải bấm bụng nói thiệt quý vị thì lúc này nè anh thành ảnh mới ôm ảnh thấy chị du chủ động ôm ảnh gịch ảnh vô trong người không ôm ảnh vậy mà nói vậy thì ảnh chịu không nổi ảnh mới lấy tay á ảnh mới ờ, vỗ vỗ cái lưng của chị du không ảnh mới nói Trời ơi, vậy chứ bạn bè năm 6 năm mà Du không có cảm nhận được tình cảm của tôi dành cho Du hả? Thấy không? Là lúc này anh Thành anh mới nói vậy. Thì cho Du lúc này chỉ mới ngước lên chỉ mới nhìn anh Thành chỉ mới nói là ủa là ý Thành là sao tôi chưa hiểu. À, bởi vì em nói vậy đâu, bởi vậy con gái nó giả ngây thơ là khúc này nè. Chứ nếu như cái khúc đó mà nêu mồi lần nêu mười nó biết rồi. Đúng không? Nêu mồi lần nêu, nêu mười nó biết rồi. Nhưng mà đối với chị Du là chị Du chỉ ngây thơ chỉ ngước mắt lên ánh mắt vô số tội. Ủa là sao Thành nói tôi không hiểu không? Bởi vậy quý vị thấy chưa? con gái nó phải giả ngây thơ mình gọi đó là cái gì giả ngây thơ để giả nai tơ một con nai vàng ngơ ngác nó mới giẫm nát được tấm lòng thành thấy không tấm lòng của anh thành là nó mới giẫm nát được tấm lòng thành thì bây giờ là cái chị du này chỉ mới ngơ ngác Chỉ nói uh, ủa là là sao thành nói cái gì tôi chưa hiểu thành nói thẳng cho tôi nghe luôn đi thấy không thì cái anh thành này mới nói nè thì ý tôi nói vậy mà mấy người chưa hiểu nữa hả ý tôi nói là trong lòng tôi có một người rồi đó là còn mấy người chứ còn ai nữa thì bây giờ qua Mỹ yên tâm đi tôi cũng về Thí dụ như mà mấy người ở đây mà chờ tôi được thì chờ Tôi về mà nếu mấy người chưa có ai Thì tôi xin gia đình hỏi cưới mấy người không Thì lúc này là coi như là bắt buộc bấm bụng là phải bày tỏ luôn Chứ sao cái gì phút 8, 9 rồi bây giờ để không làm không được Giờ phải bày tỏ luôn thấy không thì sau khi bày tỏ xong thì chị Du chỉ rất là vui Hai người cũng có ăn nhẹ một tô cháo lưỡi nhỏ nhỏ đó Thì sau khi xong xuôi quý vị Thì bây giờ là em tiễn anh lên đường không Thì sau đó anh Thành đi qua Mỹ đi du học thì qua bên đó du học trong thời gian anh Thành qua Mỹ du học Thì chị Du này chị cũng lên Sài Gòn học đại học ở trên Sài Gòn Và chị Du á, thì cơ bản là chị cũng học giỏi Và anh Thành thì anh cũng học giỏi cái gì Thì sau khi học xong ra trường á, thì chị Du chỉ xin vô ngân hàng chỉ làm Còn anh Thành này á sau khi ra trường xong ở bên nơi, Sau khi mà tốt nghiệp đại học ở bên Mỹ xong Thì anh Thành anh cũng về Việt Nam và anh xin một cái công việc đó là làm cho một cái tập đoàn xăng dầu Với cái vị trí đó làm kỹ sư dầu khí thì quý vị biết cái mức lương của một người kỹ sư dầu khí nó rất là cao nha quý vị nha tại vì quý vị nghe cái chữ kỹ sư thôi là quý vị đã biết rồi lương của một người kỹ sư ở bên Việt Nam lương bình thường nó đã rất cao rồi mà huống chi là kỹ sư dầu khí và chưa kể là mỗi ngựa lần mà kỹ sư dầu khí làm việc là là phải cứ liên tục là phải đi ra ngoài cảng ở ngoài cảng mà ra ngoài cảng á là ở có khi là ở một thời gian ví dụ một tuần hai tuần mới vô giống như hoặc là một tuần hai tuần hoặc là một tuần mười ngày mới vô trong sài gòn lại một lần còn không là ở ngoài cảng á thành thử ra cho nên nó là cái mức lương nó phải cái gì cũng vậy mình làm mình đánh đổi là nó cũng phải mức lương nó phải cao chứ quý vị đúng không mình làm cái gì mà nó nguy hiểm nó áp lực nó càng áp lực nó càng nguy hiểm nó càng sủi ro so, thì bù lại trách nhiệm càng cao thì bù lại mức lương nó lại càng hậu hĩnh không thì cái anh thành này ảnh đi làm lương sức cao Thời điểm lúc đó ảnh mới vừa vô làm theo mức lương ảnh là xem xem là 2.000 đô Quý vị không? Là ảnh mới vừa bên Mỹ về cầm tấm bằng ơi nha Tốt nghiệp đại học bên Mỹ thôi anh về là ảnh vô anh làm là ảnh đã mức, mức lương ảnh xem xem 2.000 đô một tháng rồi Thì coi như là như vậy thì hỏi sao mà không gả con gái cho được đúng không quý vị? Cho nên là ba má của chị Du chấp nhận là gả con gái cho anh Thành liền Thì kể từ sau khi á, mà gả con gái xong á Thì dĩ nhiên cái yêu cầu lúc đó bên gia đình của chị Du đòi hỏi á là không cần xính lễ gì cao sang chỉ cần á, là bên gia đình anh thành á anh thành này nè ở trên sài gòn đi làm việc thì hai vợ chồng bây giờ là sống ở sài gòn làm việc ở sài gòn thì bên gia đình chỉ du muốn cho con gái mình có cái nơi ăn chúng ở ổn định á thì mới yêu cầu là bây giờ con sẽ phải mua căn nhà đi chung cư cũng được nhà ở cũng được muốn mua cái gì cũng được miễn sao an cư thì mới lạc nghiệp mua nhà xong rồi thì họ mới đồng ý gả chị du cho cho nên là anh thành á anh phải uh, trong thời gian á là anh đi hỏi cưới đúng không thì trước khi mà làm cái đám giáp lời xong xuôi thì nghe bên nhà gái á là bên gia đình chị du nè nói như vậy rồi thì anh thành ảnh mới uh, nói chuyện với chị du anh nói thôi thì bây giờ nếu vậy á thì uh, đã làm làm đám dắp dắp lời rồi thì bây giờ từ giờ cho đến khi mà đợi tới khi anh uh, đủ tiền để anh mua trước căn nhà trả góp á do là bây giờ phải tranh thủ được cưới vợ đúng không cho nên nếu vợ đợi mà đủ tiền mua được trọn vẹn căn nhà thì biết đợi tới bao lâu cho nên quan trọng là bây giờ chỉ cần là đủ 300 400 triệu gì để mình đặt cọc mình mua trước căn nhà chung cư là được rồi gì cho nên là anh thành ảnh mới nói thương lượng riêng với chị du á không ảnh mới nói với chị á là thảo luận riêng chị du ảnh mới nói là bây giờ nếu vậy á thì hai đứa mình á dắp lời xong xuôi sớm muộn gì hai mình cũng là vợ chồng thì bây giờ á em chịu khó trong thời gian này chờ anh đủ tiền để mà trả góp căn chung cư mua đó thì bây giờ à, em cứ ở căn nhà trọ hiện tại của em đi Tại vì thời điểm đó chị Du đang ở trọ cùng với một người chị họ của chị Hai người có thuê một căn phòng nhỏ Hai người ở thì chị Du đi làm ngân hàng đó nếu mà có nói gì Thì coi như là anh Thành mới nói là thôi bây giờ nếu vậy thì em thì em cứ ở đó tạm đi Cứ làm việc như vậy Rồi còn anh á thì do là công việc của anh bây giờ nhiều khi anh đi ra cảng Anh ở một tuần lễ 10 ngày anh mới vô Sài Gòn vậy đó Thì bây giờ thời gian anh cũng không có ở Sài Gòn nhiều cho nên là trong thời gian này á Thì em cứ ở bên nhà chị họ vậy thì anh cũng yên tâm Em chị họ ở chung vậy anh cũng yên tâm Đó là cái thứ nhất Cái thứ hai là cho anh thời gian khoảng độ là nửa năm cho tới một năm Thì tối đa là một năm Anh sẽ mua được căn chung cư lúc đó mình làm đám cưới Thì khi mà chị vui chị nghe vậy thì chị đồng ý quý vị Đã chờ anh anh Thành đi Mỹ du học mấy năm trời Bây giờ anh Thành về không lẽ chờ thêm năm nữa không được hay sao? Đúng không quý vị? Mà bây giờ chờ một năm để mạng chi? Để cho chồng mình có tương lai sự nghiệp, có nhà, có cửa, mình sướng chứ ai sướng, đúng không? Mình là cái người hưởng thụ nè chứ ai. Cho nên là chị Du chỉ đồng ý. Thì sau đó vậy coi như là thỉnh thoảng á thì anh Thành chị Du hai người về quê, cũng kêu anh Thành cũng kêu ba má chị Du là ba mẹ luôn. Tại vì bây giờ dù sao á là ngày xưa hai người người lớn cũng biết nhau quá lâu rồi. Cho nên là cũng kêu ba má của chị Du là ba mẹ luôn quý vị. Thì cái chuyện đó ở xóm ai cũng biết hết trơn á thì uh, sau đó thấm thoát một thời gian thì cũng tới cái lúc mà anh thành này ảnh đã thực hiện được lời hứa là ảnh mua một căn chung cư mặc dù là nó nằm ở ven ven cái vùng gần gần xem xem ngoại ô nhưng mà nó chưa giáp ngoại ô như gì nó chưa nằm thuộc là dạng ngoại ô nó thuộc dạng như là gần gần khu vực ngoại ô thôi thì ảnh uh, mua được một cái căn chung cư quý vị giá nó cũng rất là hời bởi vì nó hơi xa trung tâm mà thì uh, sau đó thì ảnh mới mua căn chung cư đó và làm đám cưới với chị du thì sau khi đám cưới xong xuôi rồi á thì ở hai vợ chồng ở đó và chị Du sau đó một thời gian thì chị Du đã có được một cặp song sinh. Sau một thời gian siêu âm á thì được biết là cặp song sinh đó là hai đứa con gái. Thì nghe tới đây là quý vị thấy gia đình vậy là cũng hạnh phúc quá rồi đúng không? Bây giờ người ta rất là khó để có song thai mà bây giờ chị Du á là thuộc dạng như tự nhiên không có dùng phương pháp nhân tạo nào cả mà bây giờ lại có được song thai mà lại còn còn có một cặp con gái nữa dễ thương không? Hai tiểu tiên nữ rất là dễ thương đúng không quý vị? thì anh cái anh thành này nè ảnh rất là thương chị du từ đầu tới cuối anh rất là cưng rất là thương vợ từ ngày mà chị du có bầu cặp song thai rồi đó thì do cái tướng chị du nó lùng quý vị thấy rồi cái tướng hồi đầu nêu mồi có mô tả cái tướng chỉ nó có mét bốn tám mét năm thôi khi mà có bầu song thai thì cái bụng nó rất là bự quý vị cho nên là chị cũng không còn đi làm nữa anh thành cũng lo nữa tại vì những lúc mà anh thành đi ra ngoài cảng không có ở sài gòn á thì những lúc đó là coi như ở nhà có mình vợ ảnh lo lắm cho nên là ảnh giống như là cũng những cái lúc đó đó ảnh cũng nhờ má vợ lên nhưng mà má vợ thì lên thì lại bỏ ba vợ dưới quê không ai lo cơm nước cho ổng không được không cho nên là mỗi lần vậy thì má vợ lên tuần rồi tới má ruột của ảnh lên tuần hai bà xui xen kẽ nhau không mỗi người lên tuần ở chung ở với chị du đó thì sau một thời gian tới ngày chị du hạ sanh được cặp song sinh đó thì anh thành ảnh rất là mừng và ảnh lúc đó ảnh sinh chuyển vô sài gòn làm được khoảng tầm 2 tuần để ở gần bên vợ sau sinh xong rồi là ảnh lại tiếp tục là di chuyển ra ngoài ra ngoài cảng làm nữa quý vị thì mặc dù á là bây giờ anh thành anh đã làm lâu ở trong cảng rồi và bây giờ anh làm cho lâu cho cái tập đoàn xăng dầu này rồi và mức lương của anh bây giờ có khi một tháng á nó lên tới ba bốn ngàn đô quý vị thấy không một cái người kỹ sư dầu khí làm mức lương gần bốn ngàn đô năm ngàn đô một tháng thì quý vị biết là thật sự vợ chồng ảnh bây giờ rất là sung sướng thì đâu có cần ở chung cư bèo nữa đâu cho nên là sau khi mà sanh xong cặp sông thai này nè anh thành đến mới nảy sinh ra cái ý định là thôi bây giờ á bán căn chung cư này đi tại vì á hồi xưa mình còn nghèo nghèo mình còn kẹt tiền thì mình mua tạm căn chung cư này để an cư lạc nghiệp để má em cho em lấy anh ngày hôm nay mình đã là vợ chồng đã có con một cặp song sinh rồi bây giờ nhà bốn người nếu ở căn chung cư này diện tích nó nhỏ là cái thứ nhất cái thứ hai là ở chung cư á thì nhiều khi á nó an ninh thì nó có an ninh nhưng chỉ có điều là cái chung cư mà nó nằm tiếp giáp ở khu vực này nó gần ven sông nó gần ngoại ô nó xa trung tâm quá mà nó lại ven sông nữa cho nên là mỗi lần tới cái lúc mà thủy triều lên á thì nó ngập cao quá em đi làm hay là em đón con hay là này kia nó cực lắm cho nên là anh vậy anh không yên tâm thôi thì để anh kiếm một cái nhà nào á nó nằm gần gần tiếp giáp ở trong khu vực trung tâm hoặc là nó hướng nó gần gần ở ngoài khu vực sân bay chẳng hạn vậy để mà anh tìm một cái căn nhà nào đó xong rồi sau đó đó thì em xuống nhà mặt đất em mở đi vợ em với hai đứa gia đình mình xuống nhà mặt đất ở không ở chung cư nữa và tìm một cái khu nào không có bị ngập nước không là để em thuận tiện di chuyển đưa đón con đi học rồi tìm những cái muốn mua sắm cái gì nó cũng thuận tiện hơn là ở khu vực này gần ngoại ô phải không thì sau đó vậy bây giờ anh thành ảnh rất là giàu thì anh lo về cái chuyện tiền nông bán căn chung cư đó với giá một tỷ rưỡi quý vị thời điểm lúc đó là anh bán với cái giá một tỷ rưỡi bởi vì là chung cư thời điểm lúc đó đó nó chưa có sổ nó đâu có sổ đâu em nói quý vị nghe là chung cư bên việt nam bây giờ kiếm chung cư mua có sổ nó khó lắm nha quý vị nha đa phần là chung cư chỉ có hợp đồng mua bán chứ không có sổ thì tới cái thời điểm ảnh bán đó do là không có sổ nên là thứ nhất là bị bị cái giá nó cũng phải thấp giá, giá thành nó cũng phải thấp mà nhà đã qua sử dụng rồi mấy năm trời rồi rồi cộng thêm nữa là cái khu đó là khu ngập nước nữa cho nên là anh bán đổ bán tháo nó bán được xem xem tỷ rưỡi quý vị là tỷ rưỡi là bao gồm tất cả nội thất bên trong luôn á nha những cái nội thất mà anh đang xài gian dở đó nó còn hơi cũ cũ đó ảnh cho lại cái chuyện người chủ mới luôn người chủ mới xài xài không xài thôi ảnh để lại hết luôn toàn bộ bao gồm nội thất và nhà luôn tỷ rưỡi thì cái giá nó đưa ra quá là hời cho nên là căn nhà mau chóng là bán đi quý vị và chuyển về một cái căn nhà bên hướng cộng hòa tân bình ở không thì từ ngày mà chuyển qua cái căn nhà bên quận tân bình đó ở thì bắt đầu là một số những cái chuyện nói chung là nó xui nó đến với gia đình của cái chị du và anh thành quý vị thì anh thành á thì anh vẫn là rầy đây mấy đó anh vẫn cứ ở ngoài cảng nhiều hơn là ở sài gòn ở nhà với vợ với con thì hai đứa con gái của anh thành á năm đó nó cũng gần 5 tuổi và đã rất lâu rồi chị du thì không có đi làm việc lại quý vị từ ngày mà cấn bầu xong rồi coi như anh thành không cho chị đi làm luôn ảnh kêu chỉ là ở nhà đó chăm hai đứa con tại vì hai đứa con còn nhỏ mà phải chăm nó tới khi nào nó đi học thì thôi nhưng từ ngày hai đứa nhỏ đi học rồi Thì anh Thành cũng không cho chị Du đi làm Tại vì nếu như mà chị Du đi làm Công việc ngân hàng mà Mặc dù á, là đóng cửa là 4 giờ Ngân hàng hết làm việc 4 giờ bốn rưỡi ngân hàng hết làm việc Nhưng mà nhân viên ngân hàng họ vẫn còn ngồi ở bên trong Họ giải quyết giấy tờ hồ sơ phải tầm là 5 giờ mấy 6 giờ mới về có khi 7 giờ luôn 8 giờ luôn mới về quý vị cho nên mình đừng có nhìn thấy ngân hàng 4 giờ hết giờ làm việc mình tưởng đâu nhân viên ngân hàng được về sớm không có đâu quý vị người ta còn làm ở bên trong nữa Thành thử ra là anh Thành anh mới không cho chị Du đi làm Anh nói là thôi Bây giờ anh thừa sức nuôi ba mẹ con Mà bây giờ nếu mà em đi làm trở lại á Thì Thí dụ như con đi học rồi tan học á Em không qua em đón con đúng giờ Rồi bỏ con bơ dơ trong trường rồi Nó chờ nó đợi mẹ nó tới đón rồi kia Trễ nãy đồ tội con mình lắm Với lại như vậy cũng không có an toàn nữa Thì ảnh không cho chị Du đi làm Mà để chị Du ở nhà chỉ có là lay quay chăm sóc con cái thôi Đưa đón con đi học này kia cho ảnh yên tâm thì anh Thành á, ảnh có để chị Du một cái tài khoản ngân hàng riêng cho chị Du Và tiền lương của ảnh làm bao nhiêu, ảnh đều trích bỏ vô trong cái tài khoản ngân hàng riêng đó của vợ Và ảnh để cho vợ giữ hết, thấy không? Ảnh để cho vợ giữ hết để vợ giữ tiền, vợ muốn quán xuyến tiền bạc sư sử dụng sau đó tùy. Tại vì ảnh thời gian ở ngoài cảng nhiều hơn ở nhà mà. Cho nên ra ngoài cảng rồi thì ăn xài gì ngoài đó đâu mà xài. Đúng không quý vị? Ngoài ngoài cảng, ngoài biển mà ăn xài gì đâu cho nên là lương bao nhiêu ảnh để vô tài khoản ngân hàng để vợ ở đây sự giữ giữ gìn tiền đó rồi vụ cần thiết cái gì thì anh nói vợ vợ chi còn không thì giữ tiền đó để dành dụm mai mốt lo cho hai đứa con đi ăn đi ăn học tử tế sau này thì bây giờ cái gì chị du là người giữ tiền còn anh thành là người kiếm tiền và chị du bây giờ cứ ở nhà nhàn sỏi thời gian nhàn sỏi thì chăm con cái con đi học thì ở nhà chị cũng rảnh rang rồi đi cà phê đi chơi nói chung là cũng thoải mái thôi quý vị thì sau đó gì bắt đầu là tai họa ập tới Chuyện xui nó là như vậy Má của chị Du điện lên báo cho chị Du Du nghe là má của anh Thành á, Trốn nợ Chị Du nghe xong á, là lan mang liền Quang mang liền quý vị nhưng mà không dám báo cho vợ chồng mình nghe Chồng mình ngoài cản mà sao dám báo ảnh đang đi làm nữa công việc nữa chỉ nghe quý vị chỉ biết rồi Chị mới hỏi má chỉ là sao mà má chồng trốn nợ Thì lúc này má của chị Du Mới kể nói á, là Má của anh Thành á, chơi hội Làm hội mà làm hội cái á, quý vị xong rồi á, là giống như bây giờ giật hụi người ta rồi bây giờ bỏ chạy bỏ trốn không bây giờ quý vị coi khổ không bây giờ là bà ôm một mớ tiền của những cái người chơi hụi với bà đó bà ôm bà đi rồi giờ không biết bà đi cái xứ mô bờ đê nào không biết luôn không biết bà đi ra mũi né hay bà đi ra bình dương trốn nợ không biết rồi bà đi luôn rồi quý vị biệt tâm biệt tích thì khi đó vậy mấy cái người mà người ta chơi hụi người ta tới người ta đòi tiền người ta tới nhà người ta quậy thì bây giờ ở nhà đâu có bả đâu bả bỏ bả trốn đi hồi nào hồi đêm hôm nào bỏ trốn đi rồi bây giờ chỉ có nhà chỉ có mình ban thành ở nhà thôi chỉ có ổng thôi bây giờ tới đòi, tới quậy giờ ổng một mình ổng trân mình ổng chịu chứ giờ biết sao nhưng mà ổng cũng nói ổng cũng than ổng nói với người ta ổng nói thôi bây giờ vợ tôi làm chứ tôi có biết gì đâu cái chuyện đàn bà chơi hụi với nhau tôi đàn ông tôi nào giờ đâu có xìa vô tôi đâu có biết cái chuyện của vợ tôi làm thiệt sự tôi không có biết cái chuyện vợ tôi làm hụi sao sao hết trơn á mấy người có tin thì tin không tin thì tôi có chịu à chứ tôi nào như tôi không xìa vô bây giờ mọi người mỗi người tới một chút nói tôi là vợ tôi giật tiền của mọi người thì tôi biết vậy thôi chứ tôi có biết giật bao nhiêu giật như thế nào đâu bây giờ mọi người nói khống khống lên vậy thì tôi thiệt sự tôi cũng không biết có phải vợ tôi giật của mấy người bao nhiêu đó không cho nên thôi thì cái cái chuyện mà lộn xộn tiền nông này á, đợi nào vợ tôi mà quay về á tôi kêu tôi tôi kêu bả trả cho mấy người còn bây giờ đầu tôi tôi cũng không biết cách làm sao tôi trả nữa phải không thì ba của anh thành không trả nợ cho người ta mà bây giờ nó ổng nói cũng có phần chí lý quý vị tại vì bây giờ á, vợ làm mà nhiều khi ổng không biết thiệt cái này cũng có thể nha quý vị cũng có thể thôi cũng có thể là ổng mà cũng không biết thiệt cái thứ nhất cái thứ hai là đúng thiệt là nhiều khi mấy cái người này bây giờ lợi nói bằng miệng ông nội đâu có giấy tờ đâu có ghi sổ sách tiền bạc gì đâu giờ lợi nói dụ như vợ anh giờ là ôm tiền của tôi bao nhiêu bao nhiêu thì nói ổng biết vậy thôi chứ làm sao mà ổng tin được mà ổng trả đúng không quý vị tiền mà chứ đâu phải giấy nhật trình đâu mà 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 muốn nói người ta lợi nói 20 triệu mà, 10 triệu 20 triệu 30 triệu mình ôm mình trả đúng không quý vị tiền đâu phải giấy nhật trình đâu thì thành thử ra cho nên nó là cuối cùng á là ba anh thành là chơi kế là không trả không trả luôn nói chung là cứ im im vậy đó ai đợi đợi đòi bây giờ coi thử coi người nào lì hơn người nào là bây giờ mấy người đó đợi đợi đòi hoài bây giờ không có bả thì giờ cũng phải chịu thôi mỗi lần mà ồn ào quá thì ở dưới chính quyền người ta lên người ta hốt mấy người này xuống dưới đó mời uống nước trà rồi làm kiểm điểm vậy thôi và dĩ nhiên là kiểm kiểm điểm hai ba lần vậy nếu mà không xong á quậy nữa đó thì người ta coi như là người ta bắt luôn chứ bây giờ là kiểm điểm gây mất trật tự công cộng quá rồi xâm nhập vô nhà dân nữa với ông bất hợp pháp nữa thì xong rồi là sau đó vậy coi như là cái chuyện giật nợ đó bây giờ ở dưới quê ai cũng biết và tai tiếng đến nhà của anh thành thì chị du chỉ biết hết quý vị nhưng mà chỉ giấu chồng chị chỉ sợ chồng chỉ lo thì tới cái ngày hôm đó đó ba của anh thành á mới điện cho chị du mới nói á, là ba anh thành á là chắc cũng đoán biết được con dâu nó biết chứ sao không thì ba của ảnh mới gọi nói thành dạo này nó có về nhà không con thì chị du chỉ mới nói ảnh cũng sắp về ba tuần sau thứ năm là ảnh về lại sài gòn thì cái ông ba của anh thành mới nói vậy có gì á ba định vậy chắc cuối tuần này á ba đi xe đò ba lên tới sài gòn rồi có gì ba đi xe ôm qua bên nhà của tụi bay có gì cho ba ở trên đó lánh một thời gian chứ bây giờ á ở dưới quê á bây giờ má bay làm nợ vậy á tối nào, ngày á người này tới người này kia người, người kia tới rồi tới đòi ba không trả rồi người ta tới người ta cứ quậy không được á người ta bị kiểm điểm bị này bị kia người ta không tới quậy nữa thì người ta canh ban đêm ba ngủ rồi cái người ta canh ban đêm người ta tới người ta chọc ban đêm nhiều khi ba ngủ trong nhà mà 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 ba cứ nghe người ta ném đá vô trong cái cửa sắt á kẽn kẽn đùng đùng vậy đó sao ba ngủ được thành thử ra là thôi đi cho ba lên sài gòn ba trốn một thời gian vợ má mày trốn thì tao cũng trốn luôn chứ giờ biết cách làm sao cho nên là ba của anh thành mới điện lên nói với chị du nói trước không là cuối tuần này ba lên tuần sau là thành thứ năm nó về thì giờ cuối tuần này ba lên phải không ba lánh nạn thì chị du chỉ chịu luôn chứ giờ nhà này nhà con trai ba mua mà thì giờ ba muốn lên giờ nào ba lên thấy không thì uh, sau đó gì thì ba của anh thành lên thì cái ông này ổng lên cái gì ổng lên ông ở nhà với con dâu Tới thứ năm tuần sau thì anh Thành về thì lúc này mới phải bắt buộc kể cho anh Thành nghe hết tất cả. Tại vì bây giờ ảnh về rồi thì ảnh bình tĩnh rồi ảnh không có bận bịu công việc ngoài cảng nữa thì giờ nấu cho ảnh nghe chuyện gia đình. Thì sau khi nghe xong thì anh Thành anh cũng chỉ biết là nó giống như động viên tinh thần chị du á là thôi em cũng gắng cố gắng giùm bây giờ gia đình anh vậy thì trong thời gian này á ba tính như vậy cũng đúng thôi thì cứ để ba ở chung nhà với em à, anh cũng yên tâm thứ nhất là ba bây giờ ở dưới quê một mình cũng nguy hiểm quá lỡ có người nào thù ghét má quá nhiều người nào người ta thù với má quá rồi người ta làm gì ba anh cũng lo nữa cho nên là thứ nhất là vậy cái thứ hai á là có em ở trên đây nè rồi em cơm nước cho ba ăn chứ vợ ba ở dưới ai cơm nước cho ba ăn phải không và cái thứ ba nữa là có, có cho ba lên đây ba gần hai đứa cháu nội biết đâu á, ba có hai đứa cháu gái hai đứa cháu nội nè ba vui hữu hủ hủy hữu hủ, hủ ba vui thì ba cũng đỡ buồn thì thôi bây giờ nếu vậy em ráng cố gắng á thời gian này em ở bên cạnh ba em chăm sóc cho ba cơm nước rồi này kia nọ rồi động viên tinh thần ba dùm cho anh để anh yên tâm anh đi làm thấy không rồi à, một thời gian khi nào mà má mà có điện thoại cho ba đó Nếu mà em nghe là ba kể là má điện thoại cho ba Thì em cũng khuyên ba, em nói với ba là kêu má cứ về đi Rồi tiền bạc hay như thế nào đó Nợ nần hay sao đó Nói chung là có kẹt gì thì cứ nói Anh nói trên anh anh có tiền thì anh phụ anh trả cho đúng không Để kêu má về Thì khi mà anh Thành anh dặn dò chị Du Chị Du chị cũng ok quý vị bây giờ chỉ có làm gì đâu cái gì cũng anh thành lo không nhà cũng anh thành lo xe cũng anh thành lo mà bây giờ ngay cả chuyện nợ bên gia đình ảnh cũng ảnh lo cho anh có bắt chỉ lo đâu thì giờ chỉ chịu thôi quý vị thì sau đó vậy là coi như là anh thành ảnh cái chuyến đó ảnh về xong ảnh dàn xếp tỷ số gì xong thì ảnh quay trở về cảng ảnh làm và ảnh ở từ thứ năm đó ảnh về đúng không là đêm thứ năm ảnh ngủ sài gòn nè thứ năm thứ sáu cái thứ bảy cái qua ngày chủ nhật là ảnh phải đi ra ngoài cảng nữa rồi đặng thứ hai ảnh đi làm thì bây giờ coi như quý vị là bây giờ thời gian ở trong sài gòn bây giờ là chị du chỉ ở nhà lẫn quẩn lần quần với ông cha chồng bây giờ hai đứa con gái á, thì nó đi học ban ngày nó đi học rồi chiều thì mới đón nó về bây giờ ở nhà thì chỉ phải cơm nước cho ba chồng ăn hồi trước thì không có ba chồng thì chỉ còn rảnh rang sáng còn đi rủ bạn uống cà phê hay là sáng còn đi ra quán cà phê ngồi uống một mình đọc sách đồ này kia nọ cũng uh, chiêu chiêu đúng không còn bây giờ có ba chồng rồi sao dám đi vậy nữa bây giờ phải ở nhà tâm sự hữu ủy ủy với ổng không nấu cơm nấu nước đi chợ đi búa cho ông ăn nên là bây giờ chỉ toàn thời gian chỉ ở nhà với ba chồng không à thì uh, ba chồng lên ở trên đây được khoảng một thời gian tức là độ khoảng tầm gần tháng thì anh thành ảnh mới vô vô sài gòn đó không anh thành anh vô sài gòn chuyến đó thì uh, ngày hôm đó anh thành anh mới nói với chị du á anh nói uh, thôi bây giờ anh uh, ham con con trai anh uh, có hai đứa con gái rồi mà anh thấy bạn của anh anh có thằng bạn thân mà anh thấy nó đăng hình lên trên phở bò đó vợ của nó mới hạ sanh một thằng con trai anh thấy thích quá đi bây giờ có gái rồi có trai nữa trời ơi vậy sướng biết mấy thì thôi bây giờ nếu mà được á thì giờ em nè mới có ba mấy tuổi thôi thì bây giờ mình tranh thủ á mình đẻ thêm đứa nữa đi chứ đợi bốn mấy tuổi lúc đó già hát rồi sao đẻ nữa thì thôi ba mấy đẻ là cũng gọi là trễ rồi nhưng mà vậy còn đỡ hơn là bốn mấy bây giờ mình còn đẻ được thì đẻ đi em đẻ thêm đứa nữa cho nó vui nhà vui cửa anh dư sức anh nuôi mà không thì anh thành này anh mới gũ gỉ gù gì với chị du là bây giờ anh muốn đẻ thêm đứa con trai mà bây giờ chị du thì chị lại ngán cái gì tại vì trong đầu của chị á chị cũng nói với anh thành chứ nói là bây giờ đẻ thì cũng em em ngán lắm tại bây giờ em đã đẻ hai đứa con gái này xong thai nè là cách đây năm sáu năm rồi bây giờ ngưng ngưng sáu năm năm sáu năm không đẻ bây giờ đẻ lại em ngán quá đi thứ nhất là em sợ nè mệt nè cực nè nó ngán quá thà là mình cực cực một lèo luôn còn đằng này nó giãn ra năm sáu năm bây giờ kêu em đẻ nữa em ngán thấy không cái đó là cái thứ nhất nè cái thứ hai nữa là bây giờ tự nhiên á, em vừa phải lớp lo cho ba chồng rồi cơm nước nhà cửa con cái đưa đón đi học bây giờ mà em bầu bì rồi sao đưa đón con đi học thấy không bầu bì rồi sao mà em đưa đi đón về rồi trời mưa trời nắng đồ này kia rồi trời mưa thí dụ trời nắng đỡ trời mưa rồi sao mà em chạy xe máy em bầu bì rồi sao em chạy xe máy em đón con đi học rồi trời mưa đồ nguy hiểm nữa thì anh thành anh mới nói vậy thôi nếu vậy á bây giờ anh có một cách này bây giờ anh mua xe hơi cho em nha anh mua một cái chiếc xe hơi giá rẻ rẻ tầm năm sáu trăm triệu thôi anh mua chiếc xe hơi vậy để cho mẹ con che mưa cho nắng rồi trong thời gian đó đó em ở đây em học bằng lái xe đi em học bằng lái xe em thi em lấy cái bằng lái xe đi rồi anh mua xe hơi cho em đó rồi bắt lúc đó là em chịu có con rồi đúng không nếu mà có xe rồi là em sẽ có con đúng không thì chị du chứ mới nói ừ thì tới đó đi rồi tính nếu vậy để em học bằng lái đi rồi tính thì tại vì bây giờ thi bằng lái nó khó có bằng lắm gì bởi cho nên chị mới nói là thôi chừng nào có bằng lái đi rồi tính mua xe rồi mua xe xong đi rồi hả tính có con không thì anh thành anh cũng chịu luôn và sau đó thì chị du chỉ học bằng lái kéo dài cũng gần cả năm trời mới có được cái bằng lái của gì tại vì cái thời gian mà học bây giờ nó kéo dài lâu lắm lý thuyết rồi thực hành ui nó kéo dài lâu lắm là đợi lịch thi rồi đợi có bằng nó nó kéo dài gần cả năm trời hơn quý vị thì cuối cùng là chị du chỉ có được cái bằng lái xe ô tô đó thì sau khi có bằng rồi thì anh thành mới mua cho chị du một chiếc xe hơi và trong thời gian này thì má anh thành cũng đi biệt vô âm tính mà ba mà cũng không bao giờ gọi điện về cho chồng nói chuyện với chồng luôn tại vì bà sợ điện về rồi không biết hồ có xì ra rồi, rồi rồi người, ta biết bà ở đâu rồi người ta lần ra bà dạng vậy đó quý vị nên là bà trốn biệt vô âm tính là coi như là tới nay là gần 2 năm trời một năm mấy hai năm rồi bà không về luôn bà vẫn không ghẹo gọi cho chồng cho con vậy luôn thì à, bây giờ quý vị má của ba của anh thành coi như là từ thời gian đó là coi như ở trên sài gòn với con 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 ra dâu và thằng con trai này ở suốt luôn á gần 2 năm trời là ở trên đây thì à, tới cái ngày hôm đó gì chị du này đã có bằng lái rồi và anh Thành thì cũng đặt cọc mua xe hơi cho chị Thì tối ngày hôm đó nhà mới rất là vui đi Thì chị Du chỉ có bằng lái rồi Mà lúc đó thì anh Thành anh đang ở ngoài cảng Anh không có ở đây Thì chị Du chỉ mới mừng quá Bây giờ chỉ có bằng lái rồi chỉ mừng Thi được bằng lái là cả vấn đề Mà giờ có được bằng lái trong tay chỉ mừng Thì tối đó không có anh Thành nhưng mà chỉ mừng quá cho nên chỉ mới gũ ba chồng là thôi tối nay con có chuyện vui con thi có bằng lái rồi tối nay con nấu ngon ngon rồi gì cha con mình ăn cái lẩu ngon ngon nha cha dạng vậy á thì cái ông ba của anh thành cũng ok luôn ông này ông cũng ok đúng không vậy và chị chị vô mới đi chợ đồ này kia làm một nguyên một cái nồi lẩu hải sản rất là ngon mà trời ở bên ngoài thì mưa ở trong đây thì ăn lẩu hải sản thì nó ấm lòng biết bao nhiêu đúng không cái gì thì hai đứa con gái á, buổi tối thì con nít mà buổi tối nó phải chui vô phòng nó lo nó ôn bài ở ngoài đây á, thì mẹ của nó với lại ông nội nó đang ngồi ăn lẩu với nhau không ấm áp tình người thôi chứ xong rồi một lát sau thì chị Du chỉ mới vô chị dỗ con ngủ thì chỉ đi ra chỉ mới thấy là ủa sao ba chồng bây giờ lấy rượu ra ngồi uống một mình thì rượu ở nhà lúc nào cũng có rượu tay tại vì anh thành anh đi làm cái công việc của ảnh nhiều khi người ta tặng cho rượu tay nhiều lắm đối tác rồi chưa kể là bạn bè làm ăn rồi kia đó tặng cho ảnh tên nhiều rồi chưa kể là sếp nữa tặng cho ảnh rượu tay nhiều lắm thì ảnh mới để rượu tay ở nhà quý vị già lúc này thì chị du vô, vô phòng dỗ hai đứa con gái ngủ thì đi ra mới thấy là ông ba chồng nè đang ngồi nhâm nhi rượu tay thì chỉ mới ra chỉ hỏi uh, ủa ba chưa ngủ nữa hả con tưởng con vô con dỗ hai đứa ngủ xong rồi ra chắc là ba đi ngủ vô phòng ba ngủ luôn rồi ai ngờ ba còn ngồi uống thì uh, ba của anh thành mới nói vậy nè thôi uh, con uống rượu được không uống không được thì lấy bia ra ngồi hai cho con ngồi nhậm nhiên một chút hôm nay dù sao hôm nay con cũng là ngày vui con có được bằng chuẩn bị cũng có được xe hơi rồi coi như là cũng che mưa che nắng rồi vợ chồng uh, con giờ cũng vậy là ok quá ba cũng yên tâm quá rồi nhưng mà bây giờ uh, ba càng thấy con hạnh phúc vợ chồng con hạnh phúc cháu uh, nội của ba sung sướng á uh thì ba lại càng muốn sớt nước mắt bởi vì bây giờ tự nhiên ba cô đơn tự nhiên bây giờ con cái con cháu đồ đề quệ vậy thì bây giờ vợ bà, bà má của con á má chồng con á bây giờ bà đi đâu ba cũng không biết luôn biệt vô âm tính số điện thoại đó bây giờ ba gọi nó cứ tò tí te tò te tự nhiên á mỗi lần mà nhìn thấy gia đình hạnh phúc con con cháu đầy vui vẻ xung vầy nè mà tự nhiên thiếu đi cái bóng người vợ của mình bên cạnh phải chi có vợ nữa thì gia đình nó tròn trịa quá rồi tự nhiên bây giờ trong lòng ba cô đơn ba buồn ba nhớ bả vừa nhớ má con mà vừa giống như cũng hận bả nữa vừa nhớ mà vừa hận vừa buồn bả nữa thì ba ngủ không có được thôi thì bây giờ hôm nay sẵn tiện con có cái bằng chuẩn bị có chuyện vui là nhận xe nữa thì thôi nếu vậy tối nay con với ba uống nhâm nhiên chút xíu cho vui thấy không thì cái ông ba chồng này mới rủ con dâu á là con uống rượu thì được à, được thì uống còn không uống được thì con uống bia thì chị du này nói ngầu ngay hồi xưa chỉ làm ngân hàng mà mà quý vị biết những người nhân viên làm ngân hàng đừng vẫn chơi cũng biết nhậu nha quý vị bây giờ thời đại bây giờ là thời đại phi thường đàn bà con gái bây giờ là ai cũng biết nhậu phà phà quý ơi nhậu ít nhậu nhiều ai cũng biết uống không thì chị Du chứ nói vậy thôi con uống sụ với ba luôn đi chứ lấy bia gần chi thôi thì giờ con uống sụ với ba đi cho nó ấm sẵn tiện trời ngoài mưa mưa nữa uống sụ rồi nãy mình ăn lẩu nữa giờ uống miếng sụ nó chắc nó ấm lắm dễ ngủ nữa ba thì lúc này chỉ mới lấy thêm cái ly sụ tay ra nếu không ly đấy cao ra đặng để cho ba chỉ xót sụ vô hai cha con mới ngồi nhâm nhi uống thì lúc này ba của chị ba chồng chị mới kể về những cái chuyện giống như ngày xưa hồi lúc mà ba chồng chị với má chồng chị à, hồi lúc mà còn trẻ hai người yêu sao đến nhau sao đổ ổng ngỗng hồi ức là ổng kể cho chị nghe tâm sự cha con không thì sao tự nhiên một hồi sao nghe cái câu chuyện của ba chồng kể cuốn quá đi chị du chị uống hơi bị nhiều tức là định là uống một ly hai ly gì đó với ba chồng cho vui thôi nhâm nhi từ từ nhưng mà ai ngờ đâu nghe ba nói chuyện vui quá rồi xong rồi sai mồi hả không ngồi cứ nhâm nhi nhâm nhi đậu phộng hoài rồi xong rồi uống ta nói uh, uống nhiều lố gì thì lúc này chị Du chị cũng xinh xỉnh rồi mà ba chồng thì bây giờ cũng say say thì lúc này á chị mới nói thôi chắc con đi ngủ ba ơi con giờ con thấy sao con nhìn cái gì nó cũng mờ mờ ở trên rồi quán gà ở trên rồi chắc con đi ngủ có gì bữa nào bữa sau hay là chừng nào hay là bữa nào con nhận xe rồi con với ba uống tiếp phải không thì chỉ mới đứng dậy nhưng mà chị vừa đứng dậy thì giống như chỉ lờ mờ lờ mờ bị quán gà gì chỉ mới chỉ mới xém xe xé, té xuống thì cái người ba chồng mới nhào vô hốt chứ liền không chộp chứ liền ôm chứ liền thì bây giờ hai bên ôm nhau bây giờ hỏi cả cả hỏi sao chịu đời cho thấu gì mà trong khi ba chồng ấy thật ra nhìn ổng rất là men lì nữa nhìn ổng có sâu cái sâu me môi trên này kia nọ nhìn ổng men lì lắm nhìn phong bạc lắm thì tự nhiên bây giờ ổng ôm chỉ vô trong lòng vậy quý vị mà bây giờ ngộ ngặt nổi bây giờ xa chồng bây giờ quý vị thấy đi anh thành anh đi hoài anh cứ đi 10 ngày hai tuần anh mới vô sài gòn một lần bây giờ một tháng vợ chồng gần gũi nhau đâu đó được có chừng hai ba lần là cùng quý vị thấy đi ảnh về sài gòn cùng lắm ngủ được hai đêm ba đêm với vợ thôi cái ảnh lại đi ảnh đi liên tù tì gần 10 ngày hai tuần ảnh mới vô lại thì e, quý vị nghĩ xem cái tần suất vợ chồng sinh hoạt nhau được bao nhiêu lần thấy không cho nên là bây giờ tự nhiên không má ơi tối nay trời mưa ở bên ngoài rã rít mà bây giờ bên trong á thì hai người lại xích lại với nhau thấy không bên ngoài thì mưa đã rít mà bên trong hai người xích lại với nhau thì lửa gần gom thì lâu ngày nó cũng bén mà bây giờ ba chồng nàng dâu ở chung nhà với nhau gần hai năm trời nay bây giờ á, hỏi sao mà nó không có này kia đúng không tình cảm nhiều khi ban đầu mình nghĩ là cha con nhưng mà bây giờ nó càng ngày càng xích lại gần nhau tâm sự tụ tù, tù, thủ thủy thủ thì nhiều nhau nh với nhau nhiều quá rồi nó tâm linh tương thông rồi nó thông quá hồi nó thành thông luôn hay không nó thông đường ống luôn thì bây giờ là hai người mới như này kia vậy xong quý vị thì bây giờ chịu đời đâu có thấu cho nên là sau đó thì bây giờ ba chồng nàng dâu mới lỡ lỡ đi, cơ đi lỡ cơ là tối đó coi như là có tò te tú tí ầu ơ với dầu thì qua sáng ngày hôm sau chị du chị cũng cảm thấy có lỗi với anh thành dữ lắm quý vị tại vì trong lòng của chị là chị thật sự chỉ thương chồng mà chị đâu có nghĩ chuyện này nó xảy ra cho nên chị mới nói với ba chồng là thôi uh, tối qua cả hai giống như là trong cái trạng thái đều, đều không có tỉnh táo mới xảy ra cái cớ sự vậy nhưng mà vậy thì giấu luôn đừng có để cho chồng con biết rồi kia vậy vậy á thì chị mới nói với lại ba chồng chị vậy thì cái ông này ông cũng nói luôn ông cũng nói là ờ uh, ổng sẽ không để cho con ổng biết đâu tại vì con ổng mà ổng cũng đâu muốn con ổng buồn thì chị du trong lòng chị du cũng nghĩ nha chị du cũng nghĩ là ba mình ba chồng mình nói vậy là chắc vậy ba chồng mình nói vậy là chắc là ba chồng mình cũng thương con trai ổng chứ chắc là ổng cũng sẽ không để con trai ổng biết đâu nhưng mà ai ngờ đâu quý vị cái người ba chồng này cũng đã không gần vợ á coi như cũng gần 2 năm trời qua và cái đứa con dâu này á thì thật sự mà nói là chị du nè cũng đâu có gần gũi chồng được bao nhiêu điếm đầu ngón tay quý vị thấy đi một tháng anh thành anh vô sài gòn anh ở được hai ba đêm một một lần anh vô anh đỡ được ở được hai ba đêm mà một tháng anh vô được có hai lần ba lần thì quý vị nghĩ cái tần suất mà vợ chồng gần gũi quan hệ nhau nó được bao nhiêu lần thì dĩ nhiên là cái chị du này chị cũng cần thiếu thốn chứ và cái ông ba chồng này cũng thiếu thốn chứ mà bây giờ hai người lỡ một lần thì qua hôm sau hai người nghĩ rằng là bây giờ mình lỡ thôi mình sẽ không có như vậy nữa nhưng mà cái đó là miệng nói thôi nhưng mà cái tâm á là hai người nó đã, đã giống như bị ghiền rồi tức là hai người đã lỡ ăn và hai người bắt đầu là cũng đã đem lòng nảy sinh cái ý định là giống như là cũng thèm muốn cái chuyện đó rồi miệng thì nói là cảm thấy có lỗi nhưng mà tâm á thì hai người lại muốn có chuyện đó xảy ra cho nên là sau đó thì những cái lúc mà anh Thành không có mặt ở nhà đó Anh Thành ở ngoài cảng là ở đây Chị Du với lại ba chồng tối hai người ngủ chung Quý vị coi chịu đời thấu chưa Là bây giờ là Thành á Ba và con trai chung một vợ Nói thẳng lặng vậy Quý vị thấy coi Bởi vậy nên cuộc sống này nhiều thứ bất ngờ lắm quý vị ơi Bất ngờ đến nỗi bật ngửa luôn mà Thì cái câu chuyện mà cây kim trong bọc á Nó cũng có ngày nó lồi ra Và cái sự lồi ra này Quý vị biết không Không phải là anh Thành là người bắt quả tang đâu mà cái sự việc lòi ra này nó lặng vậy nè cái ngày hôm đó gì do là cái chuyện mà chị du á với lại uh, cái ông ba chồng này nè hai người ban đêm mà tình tầng tiệu ngủ nhau thì hai người này kia không lén lút ban đêm thì cứ nghĩ là hai đứa con gái nó ngủ trong phòng hồi nào giờ là như vậy mà thì có ngờ đâu á là một trong hai đứa con gái sinh đôi á một một trong hai đứa thì lúc đó là hai đứa nhỏ này nó cũng được 7 tuổi 8 tuổi gì rồi thì tối đó mới có một đứa đó nó ban đêm mà nó mắc tè nó mới thức dậy nó đi tè đi thì mắt nhắm mắt mở không nó mới đi ra ngoài đừng có đi cái cái toilet mà toilet bên ngoài tại vì cái phòng của vợ chồng chị du mà là cái phòng master nó mới có toilet bên trong còn ngoài ra đó hai cái phòng còn lại là sử dụng toilet bên ngoài toilet chung thì nhỏ nó mắc tèo nó mới thức dậy mắt nhắm mắc mở nó mới đi ra ngoài cái toilet bên ngoài quý vị thì lúc này cái con bé này nó mới nghe cái tiếng gì mà cười khúc khích khúc khích đúng không thì con nít mà ban đêm mà nó nghe tiếng cười nó cũng hơi sợ nó không biết có phải là ông kẹ không nó sợ chứ thì con nó con nít thì nó vừa sợ nhưng mà nó cũng vừa tò mò cái gì cho nên là nó mới lần theo cái tiếng đó thì nó lại đứng ngay trước phòng của ông nội nó nó nghe cái tiếng cười khúc khích quý gì thì uh, sau đó nó mới nghe để cái lỗ tai sát vô trong cái cửa phòng á thì nó nhìn xuống dưới cái ô khe cửa bên dưới thì nó thấy bên trong có cháy đèn nó thấy có một cái đèn vàng nó có thấy nó có một cái ánh đèn vàng nó hắt ra ngoài tại vì ban đêm á khi mà phòng khách á ở ngoài khu vực phòng khách mình tắt đèn thì nếu trong phòng ngủ mình còn mở đèn nó sẽ hắt cái ánh sáng ra ở bên dưới cái chân cửa nó hắt ra ngoài quý vị thì cái con bé này nè nó cũng lanh lắm nó mới nhìn nó xuống nó thấy hắt cái ánh sáng thì nó biết bên trong phòng ông nội nó có mở đèn là ông nội nó còn thức đúng không và nó nghe cái tiếng cười khúc khích này kia nọ nói chuyện ở trong thì nó biết là ông nội nó còn thức chắc chắn nhưng mà sao nó nghĩ trong đầu ông nội nó một mình ở trong phòng mà sao ông nội nó cười khúc khích thì nó nghe cái giọng này là giọng của phụ nữ tức là giọng này nó nghe cái giọng là của đàn bà giọng của một người phụ nữ cười khúc khích nói chuyện nhưng mà nó không nghe rõ là nội dung nói cái gì nhưng mà nó biết cái giọng này là giọng nữ thì cái sự việc ngày hôm đó khi mà con bé này nó nó thấy vậy xong rồi thì nó cũng đi tè đi tè xong nó vô phòng nó ngủ tại nó đang xây keo gì nhưng mà một thời gian sau thì tới cái ngày mà ba của nó là anh thành á vô lại sài gòn thì cái bữa đó con bé này nó mới lợi nó nói giống như là cha con gần gũi nhau mà nhiều khi anh thành về mỗi lần anh không về thôi anh về anh cũng hỏi cái chuyện con cái học hành sao rồi cha con cũng tâm sự riêng tâm sự mỏng tâm sự dày ở trong phòng đúng không đặng để mà cho cha con tình cảm nó gần gũi chứ lâu lâu anh mới về anh gần con mà thì tối á là ảnh có ảnh mỗi lần ảnh về vậy là tối ảnh sẽ vô vô phòng ảnh dành khoảng thời gian ngắn ngắn ảnh vô đó để nói chuyện với con tâm sự riêng với con là ảnh với hai đứa con gái trong phòng thôi thì cái chuyến đó anh anh thành này ảnh về cũng y như vậy quý vị ảnh cũng vô trong phòng có ba cho con thôi tâm sự mỏng tâm sự dậy trọng thì ảnh mới hỏi hai đứa con gái dạo này á ông nội ở nhà con tụi con thấy ông nội vui chưa giống như là ảnh cứ hỏi thăm vậy đó à, tại vì con nít thường nó sẽ nói rất là thiệt. Quý vị nó nói thiệt tình không? Ảnh à, mới hỏi dạo này con ở nhà con thấy ông nội vui vẻ chưa? tụi con nhớ phải làm cho ông nội vui nha, tại ông nội lớn tuổi rồi phải làm cho ông nội vui. Thì con nhỏ con gái lớn này nó mới nghe như vậy nó mới nói như vậy. À, con thấy ông nội vui mà cha. Bữa hôm á ban đêm con đi, đi đi lúc đó cũng khuya con đi tè mà con đi xa mà con nghe ông nội giờ đó còn thức nói chuyện mà hình như ông nội có người yêu á ông nội như có bồ có người yêu ấy, cha thì con nhỏ này nó nói vậy quý vị thì con nít bây giờ cái thời đại bây giờ nó 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 tiên tiến mà nó tiếp cận điện thoại bảy tám tuổi nữa nó có sự được nó, nó biết xài điện thoại gành không thì nó mới biết cái chuyện yêu đương là gì à, ông nó cũng biết được chút chút nó mới nói ông nội chắc yêu đương ở cha con bữa hôm con đi tè con đi mà con nghe ông nội nói chuyện với cái, có, có tiếng phụ nữ ở trong phòng á mà ông nội cười nói chuyện mà con không biết có phải ông nội gọi điện nói chuyện với cái người đó không hay là con ông nội dẫn bồ về nhà thì con không biết thấy không thì con nhỏ con gái này nó nói thiệt tình vậy thì anh thành nghe anh ngạc nhiên quá vậy ảnh mới nghĩ trong đầu á là sao không nghe vợ ảnh nói là ba của ảnh có bồ thấy không anh đâu bao giờ nghe chị du nói là ba ảnh có bồ đâu mà ảnh cũng không nghe chị du nói là ba ảnh có bạn bè gì cũng không nghe nói là ba ảnh đi đâu chơi tức là đa phần ba ảnh chỉ vòng vòng ở khu vực ở trong xóm này hoặc không á là ba ảnh chỉ đi ra ngoài ngoài cái quán cà phê nào mà thân thuộc thôi quen thuộc thôi chứ ba ảnh không có đi chơi À, không có đi chơi xa mà tại sao có người yêu mà mà dẫn người yêu về nhà thì tại sao vợ mình không nói đúng không nếu mà ba mình có dẫn bộ về chắc chắn vợ mình phải kể cho mình nghe chứ đúng không thì anh thành anh thấy nghi nghi anh thấy kỳ kỳ rồi cộng thêm nữa là anh nghe con nhỏ con gái nó nói là à, con nghe là người, phụ nữ đó hình như là nói chuyện với ông nội vui lắm cười cười ở trống thì con bé nếu mà nói chuyện trong điện thoại mà làm gì sống động đến mức độ mà con nít nó ngoài đây nó nghe mà đến nỗi cái âm âm giọng mà nó nghe gõ vậy nó biết là giọng phụ nữ trỏng cười khúc khích vậy thì anh thành ảnh xin nghi xác suất là 70% lúc đó trong lòng ảnh trỗi dậy sự nghi ngờ quý vị ảnh mới quyết định là ảnh đặt lén camera ghi hình ở trong phòng của ba ảnh tại vì anh nghĩ trong đầu là dù sao cũng là đàn ông với nhau không đặt trong phòng của ba còn đỡ hơn đặt phòng của vợ đặt phòng của vợ là phòng vợ chồng mà lỡ có chuyện này kia mất công lắm anh mới đặt bên phòng của ba ruột của ảnh đến anh coi thử coi là ba ảnh có dẫn bộ hay là ba ảnh có video call với bộ nhí hay là nói chuyện gì không? để đến biết hay là ba ảnh có nói chuyện với lại má ảnh nhưng hôm nay tại sao nếu mà ba ảnh có liên lạc với má ảnh tại sao không kêu má ảnh quay về dạng vậy anh muốn theo thử coi là ba ảnh có cái bí mật gì mà ba ảnh giấu ảnh thì anh mới đặt lén cái con chip camera trong phòng ngủ của ba ảnh đi quý vị thì sau đó gì anh thành này anh đã phát hiện ra một cái sự thật sốc uh, gọi là bật ngửa đó là như nơi mười đã kể đó là anh phát hiện ra cái người phụ nữ mà cười khúc khích nói chuyện đó không ai khác là chị du mỗi tối là chị du á là hai đứa con đi ngủ xong xuôi chị du á là xong rồi là kiểm tra nhà cửa tắt đèn tắt đuốc rồi. là chị du vô trong phòng ngủ với lại ba chồng như là vợ chồng luôn hai người ngủ gỉ gù gì tâm sự mỏng tâm sự dày ngủ với nhau như sinh hoạt như là vợ chồng luôn quý vị và những lúc đó là không có anh thành ở nhà nha còn có anh thành ở nhà thì chưa vô ngủ với anh thành thì quý vị thấy đi thành là bây giờ là hai cha con chung một vợ không bởi vì nếu mười mới nói câu là ở ngoài đời nó có nhiều chuyện rất là bất ngờ bây giờ có ai đời mà hai cha con mà lại chung một vợ không đó vậy mà bây giờ cũng có cái chuyện nhăn nhán đây Nêu mười nói ra thì quý vị nói nhiều khi Nêu mười nói điêu nhưng mà đây là sự thiệt nếu mà quý vị không tin nó biết bao nhiêu chuyện na na ná vậy nó xảy ra ở ngoài xã hội rồi chẳng qua quý vị chưa thấy thôi nhưng mà ở trên mạng nó có rất nhiều những cái chuyện như vậy rồi quý vị nha đã xảy ra rồi người thật việc thật luôn nhưng mà dĩ nhiên cái chuyện đó là chuyện đáng lên án Chứ chuyện đó đâu có ai tán tụng đâu vì Chuyện đó là chuyện đáng lên án Tại vì cái chuyện đó nó, nó trái với thùng phong, phong mỹ tục lắm Hở đời nay mặc dù biết rằng là con dâu với ba chồng Nó cũng không có phải là máu mũ ruột xà Nhưng mà mình nói về cái lương thường đạo lý Thì như vậy là nó, nó, nó đi ngược với lương thường đạo lý lắm Đâu có ai ngờ mà con trai đi lấy con con dâu về nhà Mà bây giờ á, ba chồng lại còn ở với con dâu mà những lúc con trai không có nhà mà con dâu nó phục vụ ba chồng nó sống với ba chồng nó ngủ ba chồng sinh hoạt như là một cái thằng chồng thứ hai vậy bây giờ chẳng khác gì là trước con dâu về nó có hai chồng hả quý vị coi chịu đời thấu chưa thì bây giờ sau khi mà anh thành biết cái chuyện đó xong bây giờ tự nhiên anh đi ra cảng bao nhiêu năm anh chờ bây giờ tới khi anh về thì anh đã nhận được một sự bất ngờ là anh được cấm cấm cặp sừng không những cặp sừng của anh cấm mà là do chính ba anh cấm cặp sừng này lên đầu của anh chịu đời gì thấu gì thì sau đó anh thành là coi như ảnh phanh phui tất cả mọi chuyện và ảnh đệ đơn ly hôn cái người vợ này sau đó thì coi như là ảnh đuổi ba ảnh về lại dưới quê rồi ảnh cũng trả chị du lại cho ba má chị du ảnh cũng nói là con gửi lại con gái của ba má Lợi cho ba má dạy dỗ lại Đấy không là ảnh trả chị du lại cho ba má chị du xong rồi ảnh cũng trả ba của ảnh về lại nơi sản xuất luôn ảnh trả lại ba ảnh về dưới quê luôn rồi bây giờ quý vị ông này ông ở trong nhà nhà thì đối diện nhà của con dâu ổng bây giờ đi ra đi vô ông gặp anh chị xui ổng nhìn mặt mũi nào quý vị cho nên sau đó ổng bắt, bắt 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 buộc á nha ổng phải bán căn nhà đó Ông đi tìm một căn nhà ở trong hốc bà tó không ở quý vị rồi bây giờ chị du á thì bây giờ hai đứa con gái không bây giờ thiệt sự mà nói hai đứa con gái bây giờ anh thành á ảnh đi làm ở ngoài cảng hoài bây giờ làm sao đây hai đứa con gái ai lo cho nên lúc đó bất đắc dĩ anh thành anh có nói với lại mẹ vợ như vậy ảnh nói là vợ con con trả lại má nhưng mà con của con thì con chỉ gửi lại má thôi tức là con chỉ gửi thôi là con mong á là má có thể á, là thay thế vợ con bù đắp cái lỗi này ở cái chỗ là bây giờ thiệt thòi cho hai đứa con của con Tại vì vợ con như vậy Ngày hôm nay hôn nhân mới chia rẽ Hai đứa con của con nó không có ba có mẹ bên cạnh Thì bây giờ con á không thể nào Một sớm một chiều mà xin chuyển công tác vô Sài Gòn Cố định được liền Trong thời gian chờ con thu xếp công việc á, ở Để mà chuyển vô cô cố định làm việc Ở trong Sài Gòn này không di chuyển ra cảng nữa đó Thì trong thời gian này á có gì má đó Sắp xếp dùm con má lên Sài Gòn á Má ở với hai đứa nhỏ Má chăm sóc hai đứa nhỏ dùm con Lo cái chuyện học hành cho hai đứa nhỏ dùm rồi con sẽ cố gắng tranh thủ con sắp xếp công việc chuyển công tác vô Sài Gòn cố định luôn Lúc đó rồi thì má có thể đi về quê trở lại con ở đây con chăm sóc hai đứa nhỏ được rồi Thiểu gì thấy con khổ chưa thì bây giờ cái, cái bà mẹ vợ này bắt buộc phải chịu chứ sao Con gái của mình nó sai rành rành ra đó Bây giờ không lẽ nào mình bây giờ mình còn ai vua mình binh con gái mình binh cái kiểu gì nữa quý vị Cái đó là cái thứ nhất nha Cái thứ hai nữa là bây giờ hai đứa cháu ngoại mình bỏ đâu đúng không con mình nó làm sai con gái mình làm sai nó bỏ để cho bây giờ, giờ con của nó không có cha không có mẹ bên cạnh thì bây giờ mình phải sửa sai cho con mình được lúc nào hay lúc đó cho nên bây giờ má của chị du á phải bây giờ khăn gói ôm đồ đạc đi lên sài gòn ở với hai đứa cháu ngoại để chăm hai đứa cháu ngoại ở trên đây còn chị du á thì bây giờ quay ngược trở về với quê phải ở dưới đặng cơm nước cho ba của chị ăn thấy không thế má chỉ phải cơm nước cho ba chị ăn chứ thế má chỉ chứ tại giờ má chỉ đi ngược lên thế nha chỉ rồi ở, ở ở trên sài gòn nuôi hai đứa nhỏ thì chỉ phải quay trở về quê thế ngược lại má chỉ đằng chỉ nấu cơm cho ba chị ăn rồi trong thời gian này chỉ nộp hồ sơ xin việc ở trên mạng chừng nào có việc chỉ mới lên sài gòn chỉ đi làm lại rồi chỉ thuê phòng trọ chị ở quý vị có khổ chưa chỉ vì một phút nông nổi thôi bởi vì nên là mình mới nói câu thiệt sự cái lỗi ở đây á mình nói thiệt cũng một có phần của anh thành mình nói đây không phải ai đúng hoàn toàn cũng không ai sai hoàn toàn cái người sai rành rành là cái người ba chồng và nàng dâu thì mình không nói đi nhưng mà cái lỗi một phần cũng có anh thành ở trong đó hở đời nay có ai đâu đời mà lại để cho ba cô ruột của mình ở gần con vợ mình người ta nói là cái gì lửa gần gom lâu ngày cũng bén mà bây giờ không phải gọi là chung máu mũ ruột rà ở chung nhà nó dễ sinh chuyện cái câu đó là nêu mười nói mà không chung máu mũ ruột rà ở chung nhà nó dễ sinh chuyện nêu mười nêu mười sáng tác câu đó đó bởi cho nên là bây giờ quý vị coi bởi anh thành ảnh vậy là anh cũng có cái lỗi nho nhỏ cũng có ảnh ở đó ham kiếm tiền vì tương lai của vợ của con nhưng mà bây giờ tương lai của con đâu không thấy giờ trước mắt mà thấy đổ dở hôn nhân đổ dở hạnh phúc gia đình nữa quý vị không thì đây cũng là một cái bài học để chia sẻ cho quý vị của chú chị mình nghe và cũng như là những cái người nào mà ham công tiếc việc không bây giờ mình á, cuốn theo công việc nhiều quá ban đầu là mình chỉ nghĩ là cho vợ con đủ ăn đủ mặt nhưng tới chừng vợ con đủ ăn đủ mặt rồi mình lại muốn cho nó dư ăn dư để rồi tới chừng mà con cái vợ con giờ dư ăn dư để mình lại muốn nó dư nhiều hơn và cái lòng tham nó cứ cuốn mình đi hoài cuốn đi hoài đi miết đi tới khi mà đổ vỡ hạnh phúc gia đình luôn thì thú vị là đến đây thì cái video hôm nay xin được phép khép lại và cảm ơn quý vị cô chú anh chị đã dành thời gian quan tâm theo dõi mong rằng quý vị cô chú anh chị nghe xong cái video ngày hôm nay có thể chia sẻ bên dưới cùng với nào mời bên dưới có một comment video này giờ thì xin chào và hẹn gặp lại quý vị cô chú anh chị trong một video